Ánh mắt của hắn quét qua, mắt lộ vẻ vui mừng, lật tay lấy ra một bọc nhỏ tiên nguyên thạch, đặt ở trung tâm vòng xoáy giao diện nhiệm vụ trong pháp trận, đồng thời tay bấm niệm pháp quyết. Sau một lát, tiên nguyên thạch trong tay hắn đổi thành 78 loại tài liệu. Hai gốc linh thảo, hai kiện tài liệu yêu thú, ngoài ra còn có mấy khối tinh thạch màu sắc khác nhau. Những thứ này chính là tài liệu cần thiết luyện chế kim hồn đan, lúc trước hắn ban bố nhiệm vụ tìm kiếm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Hàn Lập kiểm tra cẩn thận những tài liệu này một lần, xác định không có vấn đề gì mới phân ra từng loại rồi thu vào. Quá trình luyện chế kim hồn đan cũng không quá phức tạp, lấy trình độ luyện đan của hắn bây giờ, kết hợp với lực lượng chân ngôn bảo luân gia trì, một phần tài liệu này xem như đủ dùng. Làm xong hết thảy, trên thân Hàn Lập biến thành độn quang, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía trước không nhanh không chậm. Lúc trước mặc dù hắn nói với Giao Tam muốn bắt đầu tu luyện luyện thần thuật, nhưng kỳ thật hắn cũng không định làm, Bây giờ tai họa ngầm thần thức tạm thời đã giải trừ, điều cấp thiết nhất của hắn lúc này là tiến giai Kim Tiên. Mặc dù hắn đã gia nhập Luân Hồi Điện, trở thành Luân Hồi chi tử, nhưng cục diện bị Bắc Hàn Tiên cung truy nã vẫn không có trợ giúp chút nào. Thậm chí nếu bị phát hiện là người Luân Hồi Điện, sợ rằng phiền toái sẽ càng lớn hơn. Vì thế, chỉ có tận lực tăng thực lực lên, để có thể an ổn vượt qua nguy cơ lần này, mới có tâm tình đi cân nhắc chuyện khác. Có Kim Hồn Đan tương trợ, cải biến thần hồn đã không cần phải suy nghĩ vấn đề còn lại chính là đả thông tiên khiếu cuối cùng. Bước này nhìn như đơn giản, nhưng từ xưa đến nay, vô số tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ lại phải dừng bước ở chỗ mấu chốt này. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được thở dài. Những năm qua, kỳ thật hắn không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá kim tiên, trong đó bao gồm cả công pháp hoàn chỉnh đại chu thiên tinh nguyên công. Trong vô thường minh, hắn đã ban bố mấy cái nhiệm vụ, trả thù lao cực kỳ phong phú, tìm kiếm hết thảy phương pháp trợ giúp tiến giai kim tiên, hoặc là đả thông tiên khiếu đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, vẫn không thu hoạch được gì. Hàn lập nhíu mày, rất nhanh ánh mắt trở nên kiên định. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, mặt nạ màu đỏ trên mặt hiện ra một tầng xích quang, bao trùm thân thể. Sau một khắc, hồng quang tiêu tán ra, hắn đã hóa thành một trung niên nhân mày rậm, mặt chữ điền. Tiếp theo, tay thúc giục pháp quyết, độn tốc chợt tăng lên gấp bội, sau mấy cái chớp động đã biến mất ở cuối chân trời. Phương hướng kia, chính là Hắc Phong Thành. Kết quả hắn vừa mới bay ra hơn 10 vạn dặm, đột nhiên độn quang dừng lại, đứng ở không trung. Theo đó, một trận tiếng vang ù ù từ phía dưới mặt biển truyền đến, nguyên bản mặt biển bình lặng đột nhiên quay cuồng kịch liệt, nhấc lên từng đạo sóng to lớn, phun trào lên như bài sơn đảo hải, sóng lớn va vào nhau bắn ra vô số bọt nước, phát ra tiếng vang như sấm rền. Không chỉ là phía dưới mặt biển, tựa hồ hư không bốn phía cũng run lên nhẹ nhẹ. Xảy ra chuyện gì, Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhích lên một chút, loại dị động giống như địa chấn này, tựa hồ năng lượng tích xúc thật lâu lập tức bạo phát ra, không ngờ ẩn ẩn làm dung chuyển hư không, chuyện này cũng hiếm thấy ở hắc phong hải vực. Hắn nhìn xuống mặt biển chung quanh, rất nhanh thu hồi ánh mắt, không để ý nữa, tiếp tục bay về phía trước. Một chỗ hải vực phụ cận hắc phong đảo, nơi đây trải rộng rất nhiều san hô hải tiêu, trên hải tiêu sinh trưởng một loại tảo biển màu đỏ hồng. Từ trên cao nhìn xuống vùng biển này phảng phất như một bàn cờ cực lớn, phân bố rất nhiều quân cờ màu đỏ hồng hải vực nơi đây có tên là kỳ bàn hải tuy nói nơi này phụ cận hắc phong đảo nhưng khoảng cách đến hắc phong đảo là mấy triệu dặm mà lại chạch với mấy tuyến đường chính nên ít ai lui tới thiên địa linh khí nơi này nồng đậm cộng thêm dưới đáy biển có khoáng sản tài nguyên phong phú không ít yêu thú chiếm cứ trong đó có mấy loại yêu thú đặc thù yêu đan và tài liệu đều vô cùng chân quý dẫn tới rất nhiều tu sĩ tới đây săn bắt tình huống như vậy khắp hắc phong hải vực cũng không hiếm thấy dù sao toàn bộ hải vực rộng lớn tu sĩ chiếm cứ hải đảo thực sự không có ý nghĩa, mảng lớn man hoang hải vực vẫn bị yêu thú chiếm cứ. Tu sĩ săn giết yêu thú tất nhiên là chuyện bình thường, nhưng nếu gặp yêu thú lợi hại, tu sĩ bị nó đánh giết thôn phệ tự nhiên cũng không phải chuyện lạ. Trong kỳ bàn hải, lúc này đang có mấy tu sĩ nhân tộc đang đứng trước nguy cơ vẫn lạc. Ba tu sĩ nhân tộc gồm một nam tử trung niên dâu quai nón, một thiếu nữ hồng sam, còn có một thanh niên mặc hắc bào, họ đang khống chế một pháp bảo phi thuyền màu xanh phi độn về phía trước nhanh như chớp phía sau phi thuyền có một chùm sáng màu lam bám theo không bỏ, chùm sáng màu lam không nhìn rõ là yêu thú nào, chỉ có thể nhìn thấy phía trên thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hồ quang điện màu lam, phát ra âm thanh ù ù. Ba tu sĩ đều có tu vi hóa thần kỳ, mặt ngoài phi thuyền màu xanh khắc chẳng chịt linh văn, hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo không tệ, độn tốc không chậm. Nhưng tốc độ của chùm sáng màu lam kia nhanh hơn một chút, từ từ đuổi kịp ba người, rất nhanh khoảng cách song phương bị rút ngắn hơn 10 dặm. Không được, tiếp tục như vậy thì chúng ta không thể trốn thoát. Trong mắt nam tử dâu quai nón lo lắng, vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Đây đã là phi thuyền có tốc độ nhanh nhất rồi. Thiếu nữ Hồng Sam đang bấm niệm pháp quyết thôi động phi thuyền nghe vậy, gương mặt xinh đẹp biến đổi hỏi. Thanh niên áo đen kia cũng nhìn lại, mặc dù thần sắc người này cũng lo lắng, nhưng cũng không có bối rối. Mộ đạo hiểu, ta nhớ trên người ngươi có một tấm chân lôi phù, nhanh lấy ra công kích đầu lôi dẫn thú này đi, đồng thời ta cũng thi triển cực âm cháo vây khốn nó có thể tranh thủ một tia cơ hội đào mệnh nam tử dâu quai nón vội la lên đại bá không được cực âm cháo là pháp bảo âm thuộc tính vừa lúc bị lôi điện chi lực của lôi dẫn thú này khắc chế căn bản tranh thủ không được bao nhiêu thời gian thiếu nữ hồng sam lập tức lắc đầu nói ta biết nhưng bây giờ căn bản không có biện pháp khác có một cơ hội nhất thời liền nhiều hơn một ít cơ hội sống sót nếu bị con yêu thú này đuổi kịp trong nháy mắt ba người chúng ta sẽ bị xé nát còn nói gì pháp bảo. Mộ đạo Hữu nhanh, nam tử dâu quai nón thúc giục nói, thanh niên mặc hắc bào cắn răng một cái, lật tay vung lên, một tấm phù lục màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Từng đạo hồ quang điện màu tím trói mắt lượn lờ trên phù lục, mặc dù chưa bị kích phát, nhưng hai người nam tử dâu quai nón đã cảm giác làn da run rẩy. Mau, trong miệng thanh niên mặc hắc bào nói lẩm bẩm, một tay phất lên. Phù lục màu tím lập tức bắn ra, hóa thành một đạo điện mang màu tím, bắn đến chùm sáng màu lam đang đuổi theo phía sau. Ầm um, ầm, um, phù lục màu tím đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành mười mấy lôi điện màu tím to cỡ vại nước. Mỗi đạo lôi điện đều tản mát ra chấn động linh lực kinh người, đổ ập xuống phía chùm sáng màu lam đang bay tới. Phanh phanh phanh, chùm sáng màu lam lập tức vỡ vụn ra, lộ ra thân ảnh yêu thú bên trong, là một đầu yêu vật màu lam dài mười mấy trượng, giống như một đại mãng xà. Bất quá toàn thân con thú này cũng không có lân phiến, mà làn da là từng vòng từng vòng màu lam nhăn nheo, giống như một con run to lớn. Lôi điện thô to đánh nát chùm sáng màu lam, sau đó hung hăng bổ vào thân lôi dẫn thú này. Lập tức lôi dẫn thú phát ra một tiếng kêu chói tai, giống như hài nhi khóc, bên ngoài thân bị đánh ra từng đạo vết thương, chảy ra huyết dịch màu lam. Nhưng những vết thương này cũng không sâu, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Bất quá cử động lần này lại làm con thú này giận dữ, trên thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo lôi điện màu lam thô to, bảo vệ toàn thân, lập tức đẩy những lôi điện màu tím kia ra. Vào thời khắc này, đỉnh đầu lôi dẫn thú lóe lên hắc quang, một tấm võng cháo to lớn màu đen từ hư không xuất hiện, rơi xuống vây con yêu thú này vào bên trong. Tấm võng lớn màu đen này sáng óng ánh, mặt ngoài mơ hồ hiện ra từng sợi lửa màu đen, tản mát ra khí thức âm lãnh không gì sánh được. Lưới lớn bao con thú này lại, sau đó bỗng nhiên co lại, siết chặt vào thân lôi dẫn thú. Xuy suy suy, suy lập tức bên ngoài thân lôi dẫn thú hiện ra từng vết thương màu đen miệng vết thương toát ra từng đạo khói xanh nó lập tức phát ra tiếng kêu càng thêm chói tai thân hình phi đồn cũng ngừng lại tranh thủ cơ hội đi mau nam tử dâu quai nón hét lớn một tiếng hai tay thiếu nữ hồng sam kia vội vàng bấm niệm pháp quyết đồng thời há miệng phun ra một đoàn huyết quang chui vào trong phi thuyền màu xanh linh văn mặt ngoài phi thuyền nở rộ phun ra từng đạo thanh quang như thực chất bay nhanh về phía trước trong tấm võng lớn màu đen thân thể khổng lồ lôi dẫn thú vùng vẫy mãnh liệt, làm tấm võng lớn màu đen run mạnh không thôi. Cùng lúc đó, phía trước thân nó vỡ ra một đường vết rách, hình thành một cái miệng rộng đáng sợ, bên trong mọc ra hai hàng răng trắng hiếu. Thanh âm đôm đốp vang lên, lôi điện màu lam trên người lôi dẫn thú đều hội tụ lại phụ cận miệng lớn, trong nháy mắt hình thành một đoàn lôi cầu màu lam to lớn, tản mát ra ba động lôi điện đáng sợ, hung hăng phun ra. Ầm ầm âm, âm thanh nổ vang liên tiếp kinh thiên động địa. Điện quang màu lam lóa mắt không gì sánh được bay ra phía chung quanh, trong nháy mắt tấm võng lớn màu đen bị xé rách ra. Sắc mặt nam tử dâu quai nón trắng nhợt, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lưu lại một vết máu. Đại bá, thiếu nữ hồng sam kinh hô một tiếng, ta không sao, nhanh, nếu ngươi không đi sẽ không còn kịp nữa. Nam tử dâu quai nón quát, chương 385, vô tình gặp lại. Hồng sam thiếu nữ nghe vậy cắn răng một cái, ánh mắt rời khỏi nam tử dâu quai nón, tay bấm nhanh pháp quyết, thúc dục phi thuyền bay nhanh về phía trước. Thanh niên áo đen bên cạnh phất tay lên, lòng bàn tay bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh nhu hòa, chui vào trong cơ thể nam tử dâu quai nón. Lập tức sắc mặt nam tử dâu quai nón dễ nhìn hơn một chút, gật đầu nhẹ một cái cảm ơn thanh niên áo đen. Lúc này, lôi quang màu lam đầy trời tiêu tán ra, lần nữa lộ ra thân thể khổng lồ của lôi dẫn thú. Thoạt nhìn thương thế trên người con thú này càng nghiêm trọng hơn so với trước, vết thương trên da nhiều hơn gấp bội, rất nhiều nơi trở nên đen nhánh, huyết dịch màu lam nhiễm cả nửa thân người. Nhưng lập tức trong miệng lôi dẫn thú phát ra một tiếng hi, i, i, sau đó thân hình cực lớn của nó hạ xuống, bên ngoài thân lần nữa hiện ra từng đạo lôi điện màu lam. Đồng thời huyết lam bên ngoài thân nó kêu một tiếng phần phật, thiêu đốt, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu lam. Hỏa diễm cùng lôi điện đan vào lóe lên, hóa thành mảng lớn xương mù màu lam nồng đậm, cuồn cuộn vây quanh thân thể khổng lồ của con thú này. Sau một khắc, sương mù màu lam mãnh liệt bạo liệt ra sau đó tiêu tán vô tung thân thể khổng lồ của lôi dẫn thú cũng theo đó biến mất không thấy cẩn thận thanh niên áo đen một mực chú ý tình huống sau lưng thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến quát thần thức của hồng sam thiếu nữ và nam tử dâu quai nón cũng một mực chú ý động tĩnh phía sau sắc mặt cả hai giật mình nhưng ba người chưa kịp phản ứng thì hư không phía trước phi thuyền chấn động một cái một mảnh vụ hải màu lam lăng không hiển hiện ra chụp nhanh xuống phi thuyền màu xanh, bao phủ cả phi thuyền lẫn ba người vào trong đó. Phi thuyền bị vụ hải bao phủ, lập tức như xa vào vũng bùn, không thể động đậy. Thân thể ba người ở trên thuyền bị một cỗ lực cường đại vô hình bao phủ, siết chặt, tuy vẫn có thể nhúc nhích, nhưng giơ tay nhấc chân đều vô cùng khó khăn, sắc mặt đại biến. Bên trong vụ hải phía trước lóe lên lam ảnh, thân hình cực lớn lôi dẫn thú hiện ra. Thân hình nó lớn hơn nhiều so với lúc trước, giống như một tòa núi nhỏ ngăn cản ở phía trước. Khí tức khổng lồ từ trên người nó lan ra, mơ hồ đạt đến cấp độ luyện hư kỳ. Nam tử dâu quai nón và hồng sam thiếu nữ hoảng hốt, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, sắc mặt thanh niên áo đen cũng trầm xuống. Trong hai con mắt lồi dẫn thú tràn đầy vẻ băng lãnh, miệng lớn giữ tợn há ra mãnh liệt. Suy suy suy, từng đạo lôi điện màu lam từ trong miệng xì ra, sau đó hóa thành hơn 10 sợi roi điện vừa thô vừa to đánh nhanh xuống phi thuyền. Cùng lúc đó, vụ hải màu lam chung quanh cuồn cuộn kịch liệt tạo thành tầng tầng bọc ba người lại vụ hải màu lam hóa thành một đoàn vụ cầu màu lam cực lớn lật qua lật lại cuồn cuộn xoay tròn không thôi đạo đạo hồ quang điện tán loạn ở trong đó phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc không biết xảy ra chuyện gì bên trong vào thời khắc này vụ cầu màu lam cuồn cuộn chợt dừng lại sau một khắc vụ cầu bành trướng mãnh liệt ra ngoài sau đó một tiếng nổ mạnh bạo liệt ra thân hình ba người thanh niên áo đen hiện ra trong tay thanh niên áo đen đang nắm một hỏa kiếm khổng lồ màu đỏ lớn chừng mấy trượng toàn thân kiếm thiêu đốt hỏa diễm màu vàng đỏ cuồn cuộn tản mát ra chấn động linh lực đáng sợ sắc mặt gã tái nhợt vô cùng quần áo trên người rách dưới khóe miệng cũng rỉ ra một vết máu tình huống nam tử dâu quai nón và hồng sam thiếu nữ càng hỏng bét quần áo rách tả tơi sắc mặt trắng bệch toàn thân nam tử dâu quai nón loang lổ vết máu tay trái bị đoạn đến khuỷu tay máu tươi chảy ra ào ào linh thuyền màu xanh đã không còn thấy bóng dáng nhưng bên trong vụ hải sau lưng ba người mơ hồ nhìn thấy hai khối linh thuyền vỡ đôi mặt ngoài hỏa kiếm cực lớn trong tay thanh niên áo đen lóe lên hỏa quang nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một tấm linh phù đỏ thẫm to cỡ nửa xích phía trên khắc một đồ án hỏa kiếm lực lượng hỏa diễm mãnh liệt từ trên linh phù tán phát ra lại càng không ổn định linh phù trượt lóe lên quang mang sáng bóng xoẹt một tiếng lăng không bốc cháy trong nháy mắt hóa thành một đám bụi trong mắt thanh niên áo đen hiện lên vẻ thương tiếc, mãnh liệt quay đầu không nhìn nữa. Đi mau, gã hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng, hóa thành một đạo thanh ảnh bỏ chạy nhanh về phía trước. Đại hán dâu quai nón và hồng sam thiếu nữ cũng chống đỡ một hơi, thân biến thành độn quang trốn nhanh về phía trước. Trong nháy mắt ba người trốn được một khoảng cách, sương mù màu lam đằng sau bạo liệt chấn động một hồi, thân hình lôi dẫn thú cực lớn hiện ra. Lúc này trên bụng nó nhiều hơn một vết thương thật dài, Huyết dịch màu lam chảy ra ào ảo, thoạt nhìn tuy thương thế không nhẹ, nhưng so với ba người thanh niên áo đen thì tốt hơn nhiều. Tuy ba người trốn ra được một khoảng cách, nhưng thoạt nhìn lôi dẫn thú không lo lắng chút nào, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh như nhân cách hóa. Thân hình cực lớn của nó cuồn cuộn một cái, sương mù màu lam chung quanh bao trùm thân thể nó, phát ra tiếng nổ mạnh u u, nhanh chóng đuổi theo ba người phía trước. Ba người thanh niên áo đen mang thương tích trên người nên độn tốc chậm hơn so với trước không ít. Tuy lôi dẫn thu biến thành vụ hải trùng trùng điệp điệp, nhưng tốc độ không giảm chút nào. Khoảng cách song phương lập tức rút ngắn nhanh chóng. Trong lòng ba người thanh niên áo đen tuy khẩn trương nhưng lại không có biện pháp ngăn cản. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, chỉ chốc lát đã kéo gần lại chưa đủ 10 dặm. Lúc này pháp lực ba người đã cạn tới đáy, pháp bảo trên người cũng đã sử dụng hết, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời một đạo thanh hồng không hề báo trước bay vụt đến nhanh vô cùng khí thức khổng lồ từ trên đạo thanh hồng tán phát ra vượt xa ba người cùng lôi dẫn thú đằng sau. Ba người thanh niên áo đen giật mình khẽ, lập tức đại hỉ. Tiền bối, cứu mạng, ba người cùng kêu lớn. Đạo thanh hồng dừng lại một chút, bên trong truyền ra một tiếng kêu nhẹ, tốc độ liền chậm lại. Ba người thanh niên áo đen thấy vậy lập tức đại hỉ. Lôi dẫn thú nhìn thấy đạo thanh hồng trên không trung, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, nhưng khi nó nhìn về phía ba người, trong mắt lại hiện ra hung quang nó chợt dừng độn quang lại, há to cái miệng rộng ra. Bên trong vụ hải vang lên thanh âm ù ù, vô số hồ quang điện màu lam hiện ra, sau đó nhanh chóng hội tụ lại miệng nó, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi cầu cực lớn to hơn 10 trường. Một tiếng nổ vang, lôi cầu cực lớn oanh kích tới hướng ba người thanh niên áo đen. Thân hình lôi dẫn thú khẽ động, vụ hải màu lam quanh người cuồn cuộn bao vây lấy thân thể của nó, quay người bỏ chạy lại đằng sau. Tốc độ lôi cầu cực nhanh, thoáng cái đuổi kịp ba người, sắp bao phủ ba người vào trong hừ một tiếng hừ lạnh từ trong đạo thanh hồng truyền ra sau đó quang mang lóe lên một cột sáng màu xanh to cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống đánh chúng vào lôi cầu cực lớn xoẹt một tiếng vang nhỏ lôi cầu cực lớn bị cột sáng màu xanh xuyên thủng dễ dàng tán loạn ra lôi dẫn thú thấy cảnh này trong nội tâm hoảng hốt vụ hải quanh người cuồn cuộn kịch liệt phát ra tiếng vang ù ù rung trời phóng nhanh về phía xa bên trong đạo thanh hồng trên không trung truyền ra một tiếng cười lạnh lần nữa lại có một cột sáng màu xanh khác phóng tới như điện tốc độ vượt xa lôi dẫn thú lóe lên đuổi theo vụ hải màu lam ánh sáng màu xanh lóe lên thình lình hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh cực lớn to mấy trăm trượng chui vào trong vụ hải màu lam xoẹt vụ hải màu lam vỡ ra một tiếng sau đó tán loạn ra hiện ra thân hình lôi dẫn thú bên trong thân hình cực lớn đứng ở không trung sau đó từ vị trí trung tâm trên người hiện ra một vết đỏ sau một khắc thân hình cực lớn thình lình vỡ ra biến thành hai nửa. Hai mảnh tàn thể, còn có mảng lớn huyết dịch màu lam sen lẫn nội tạng nhau nhau rất xuống, rơi vào trên biển ầm một tiếng. Ba người thanh niên áo đen đều ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Lúc này đạo thanh hồng trên không trung mới tiêu tán ra, hiện ra một trung niên nam tử mày rậm. Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, mạo muội kêu cứu tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Ba người thanh niên áo đen liếc nhìn nhau, vội vàng bay đến cúi đầu sâu thi lễ, cực kỳ cung kính nói. Đối phương có thể một kích chém giết đầu lôi dẫn thú, tối thiểu cũng là tu vi hợp thể kỳ, thậm chí có thể là đại năng đại thừa kỳ, cho nên ngôn ngữ ba người cẩn thận vô cùng. Trung niên mày dậm liếc nhìn ba người, ánh mắt thoáng dừng lại trên người thanh niên áo đen, nhàn nhạt mở miệng hỏi các người đều là tu sĩ hắc phong đảo. Đúng vậy, ba người chúng ta đều cư trú tại hắc phong đảo quanh năm, tại hạ lại từ nhỏ lớn lên tại hắc phong thành, vô cùng quen thuộc chỗ đó. Nếu tiền bối cần gì, tại hạ sẽ cống hiến hết sức lực. Thanh niên áo đen lập tức nói ra, nghe khẩu khí của ngươi rất giống một phong tín tử. Trong mắt trung niên mày rậm lóe lên quang mang, cười nhạt nói. Pháp nhãn tiền bối như đuốc, trước kia tại hạ xác thực đã làm phong tín tử một đoạn thời gian. Thanh niên áo đen cười lấy lòng nói, a à, người tên là gì? Nam tử mày rậm hỏi, vãn bối mộ tuyết, hai vị này là phương tê đạo hiếu cùng phương vi đạo hiếu thanh âm thanh niên áo đen cung kính đáp, nam tử mày rậm nhíu mày, nhất thời không nói gì. Người này không ai khác chính là kẻ đi theo dẫn đường cho Hàn Lập cả tháng lúc hắn đến hắc phong đảo trước kia. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại vô tình gặp được một tuyết này, nếu không xem như cố nhân, hắn cũng sẽ không dừng lại xuất thủ, dù sao tu sĩ đánh nhau với yêu thú, dù bị tử thương cũng là chuyện bình thường. Lại nói tiếp, năm đó người này chỉ có tu vi kết đan kỳ, sau nhiều năm lại tu luyện đến hóa thần kỳ. Tuy năm đó mình có đưa tặng linh thạch công pháp tương trợ, nhưng tốc độ này xem như rất nhanh. Mộ tuyết tự nhiên không nhận ra hắn, hắn cũng không định cho đối phương biết là có quen nhau. Ba người mộ tuyết thấy vị tiền bối này có chút cổ quái, không dám mạo muội quấy dày, nhìn nhau đứng lẳng lặng một bên. Nơi này cũng không phải là nơi an toàn, ta đang đi hắc phong thành, liền mang bọn ngươi theo một đoạn đường A. Hàn lập trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, nói xong, tay hắn vỗ lên túi chữ vật, một viên ánh sáng màu xanh từ trong bắn ra hóa thành một linh thuyền tinh xảo nhỏ như lòng bàn tay ngoại hình giống như một con chim màu xanh đúng là chiếc thanh diên phi thuyền phi thuyền được pháp quyết thúc giục nhanh chóng lớn lên vài chục trượng, hai bên phi thuyền lóe lên ánh sáng màu xanh hiện ra bốn cái lông xù màu xanh giống như cánh chim non vỗ lê liệm thoạt nhìn cực kỳ linh động a à, thật đáng yêu đôi mắt hồng sam thiếu nữ sáng lên nhịn không được nói ra lúc này nam tử dâu quai nón đang xử lý sơ qua vết thương trên người Nghe thiếu nữ nói vậy, sắc mặt biến hóa, quay đầu chừng nàng một cái. Hồng Sam thiếu nữ lập tức tỉnh ngộ, vị tiền bối này chính là nam tử, tán thưởng phi thuyền kia huyền diệu mới đúng, dùng từ đáng yêu xác thực không ổn. Khuôn mặt thiếu nữ ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống. Không sao, chỉ là cấm chế biến hóa mà thôi, đều lên đây đi. Hàn lập cười ôn hòa nói, mộ tuyết và hồng sam thiếu nữ vội vàng bay lên, đáp trên phi thuyền. Nam tử dâu quai nón nhìn hàn lập, trong mắt hiện lên một tia do dự, lại không có động. Tiền bối, xin thứ cho tài hạ được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu lôi dẫn thú này. Ánh mắt của gã nhìn hướng thi thể yêu thú trên mặt biển, muốn nói lại thôi. Vật ấy đối với ta vô dụng, nếu người muốn cứ tới thu lại đi. Hàn lập cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói. chương 386 Cảnh giác, đa tà tiền bối, nam tử dâu quai nón nghe vậy đại hỉ, thi lễ với hàn lập một cái, sau đó thân hình bay thật nhanh xuống, tách rời thi thể lôi dẫn thú ra một cách thuần thục. Gã cũng không dám chỉ hoãn quá lâu, chỉ thu mấy thứ tài liệu trọng yếu vào, xong liền bay trở lại. Tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đang tính thúc dục phi thuyền thì hải vực chung quanh bỗng nhiên rung động. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, phát hiện mặt biển gần đó nhấc lên từng đạo sóng cả cực lớn, phát ra trận trận tiếng nổ mạnh ù ù. Cùng lúc đó, cách nơi đây mấy trăm dặm, một tòa hải đảo không người dâng lên khói đặc cuồn cuộn một hòn đảo khác thì nham thạch nóng chảy đỏ thẫm vừa thô vừa to từ trong tuôn ra, bay thẳng lên bầu trời. Ba người một tuyết thấy vậy cả kinh, nhưng thấy thần sắc hàn lập tự nhiên, liếc nhìn nhau, cũng không dám mở miệng nói gì. Thần sắc hàn lập không đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Dọc theo đường trở lại hắc phong đảo, hắn thường xuyên nhìn thấy loại thiên tai biển gầm, địa chấn này. Trước kia tuy hắc phong hải vực cũng thỉnh thoảng xảy ra tình huống như thế, nhưng không có xảy ra nhiều lần như vậy. Hắn lắc đầu, thu hồi ánh mắt, vứt tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thanh diên phi thuyền khẽ run lên, sau đó ánh sáng màu xanh đại phóng, linh vũ hai bên phi thuyền vỗ phần phật một cái, bỗng nhiên biến dài gấp mấy lần, hóa thành một cánh chim màu xanh thật dài. Phi thuyền lóe lên hóa thành một đạo thanh hồng thật dài, bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Các người có biết tình huống ở Hắc Phong đảo lúc này như thế nào không, vẫn còn tiếp tục tranh đấu với thanh vũ đảo hả? Hàn Lập vừa khu động phi thuyền, vừa tùy ý hỏi khởi bầm tiền bối từ khi các nơi hải vực xuất hiện dị biến đến nay hắc phong đảo và thanh vũ đảo đã ngừng tranh đấu mộ tuyết nói ra dị biến trong miệng ngươi chính là biển gầm núi lửa bộc phát trước mắt sao đuôi lông mày hàn lập nhảy lên lại hỏi đúng vậy mộ tuyết gật đầu nói hàn lập nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ kế tiếp hắn cũng không nói gì nữa ba người mộ tuyết tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng mấy người trầm mặc bay đi với tốc độ của thanh diên phi thuyền không lâu lắm đã tới Hắc Phong Thành, bọn họ dừng lại một chỗ ở ngoài thành. Lần này đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, xin hỏi có thể biết được tính danh tiền bối hay không, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ba người mộ tuyết bay xuống linh thuyền, cảm kích lần nữa, nói. Không cần, bèo nước gặp nhau mà thôi, các người đi đi. Nhớ rõ, mặc dù tu luyện trọng yếu, nhưng tính mạng chỉ có một cái mà thôi. Hàn lập nhàn nhạt nói ra, nói xong, hắn không chờ ba người nói thêm gì, thân hình nhoáng một cái bay về phía cửa thành ở phía xa. Ba người nhìn Hàn Lập rời đi, sau một lát nam tử dâu quai nón mới trịnh trọng nói. Mộ đạo hiếu, lần này chúng ta có thể kiên trì đến khi vị tiền bối này cứu giúp là nhờ có người thi triển phù lục hai lần. Người yên tâm, bán tài liệu lôi dẫn thú này đi, linh thạch kiếm được ba người chúng ta sẽ chia đều. Mộ tuyết gật đầu cười nhẹ với nam tử dâu quai nón, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thành đằng kia, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Mộ đạo hiếu, người sao vậy? không sam thiếu nữ hỏi không có gì chúng ta đi thôi mộ tuyết cười cười bay về một phía ngoài thành nhưng ánh mắt gã khẽ liếc qua vẫn không khỏi nhìn về phía cửa thành một lần nữa chẳng biết tại sao cử chỉ hành động của vị tiền bối này lại làm cho gã mơ hồ có loại cảm giác thập phần quen thuộc chẳng qua bất luận gã nghĩ như thế nào vẫn không nghĩ ra được mình đã gặp vị tiền bối này khi nào đại trận hộ thành ở hắc phong thành đã kích phát hàn lập nộp một ít linh thạch sau đó rất nhanh tiến nhập nội thành hắn không có dừng lại ở khu vực bên ngoài trực tiếp bay vào khu vực trung tâm thành trì trên một đường phố chính của hắc phong thành hàn lập bước đi chậm rãi cuối đường là một quảng trường khổng lồ một tòa tháp cao đang đứng sừng sững chính là tháp truyền tống của hắc phong thành hắn nhìn qua các cửa hàng chung quanh khẽ nhíu mày đây là nơi phồn hoa nhất ở hắc phong thành nhưng dòng người trên phố không có bao nhiêu khách ra vào cửa hàng hai bên cũng thưa thớt khác biệt rất lớn với vẻ phồn hoa náo nhiệt lúc trước trong lòng hắn kinh ngạc trong đầu nhớ lại chuyện mùa tuyết vừa nói, hơi trầm ngâm, sau đó đi vào một cửa hàng tài liệu bên cạnh. Hoan nghênh quý khách đến thăm, không biết ngài cần cái gì. Bổn điếm tuy không lớn, nhưng nguồn cung cấp cực lớn, sẽ không làm ngài thất vọng. Trường quầy thấy Hàn Lập tiến vào, lập tức cười ha hả chạy ra đón. Người này mập ục ịch, mặc một bộ trang phục màu vàng, đầu đội một cái mũ tròn, bộ dáng là một viên ngoại nhà giàu. Ánh mắt Hàn Lập quét qua cửa hàng, tùy ý mua vài cọng linh thảo, thanh toán linh thạch xong rồi nói chuyện phiếm vài câu, hỏi. Trường quầy, ta đã từng tới hắc phong thành này mấy lần, khi đó nơi đây cực kỳ phồn hoa, vì sao hôm nay trở nên tiêu điều như thế? Ai, còn không phải do thiên tai sao? Chẳng biết tại sao những năm qua toàn bộ hải vực không được yên ổn, thậm chí nghe nói không ít hải đảo trực tiếp chìm nhìm rồi. Hôm nay từng hòn đảo cũng bắt đầu bế quan phong đảo, tuy nơi đây còn có thể tự do ra vào, nhưng sinh ý trong thành cũng rất xuống nghìn trượng A. Trưởng quỹ thấp béo lắc đầu, nói ra, tại sao trước kia ta chưa từng thấy qua, thậm chí nghe nói qua thiên tai bực này. Hàn lập nhíu mày hỏi, nguyên nhân trong đó tự nhiên chúng ta cũng không rõ, có lời đồn là vì linh mạch dưới đáy biển dung chuyển, cũng có người nói là có dị bảo xuất thế, uy lực thoát ra ngoài dẫn đến động trời, càng có nhiều người nói đây là dấu hiệu hắc phong hải vực sắp bị hủy diệt, bất quá cũng không biết thiệt giả. Trưởng quỹ thấp béo hạ giọng, thần thần bí bí nói. Hàn lập nhíu mày, những lời đồn này nghe rất là hoang đường, không thể tin được. Không nói những chuyện này nữa, trưởng quầy, truyền tống trận kết nối Hắc Phong Thành với bên ngoài còn bao lâu nữa thì mở ra? Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi, lần này mục đích chủ yếu nhất hắn tới Hắc Phong Thành là muốn rời khỏi hải vực này, đi ra bên ngoài thử thời vận, tìm được phương pháp tiến giai kim tiên, chứ ở nơi đây dường như khả năng rất nhỏ. Nếu quý khách muốn rời đi ra ngoài, vậy phải thất vọng rồi. Có lẽ ngài còn không biết mười mấy năm trước truyền tống trận đã mở ra, sau đó lục quân đảo chủ tuyên bố đóng cửa truyền tống trận nghìn năm rồi. Trưởng quỹ thấp béo lắc đầu, nói ra, truyền tống trận đóng cửa nghìn năm, tại sao lại đột nhiên đóng cửa? Hàn lập nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hỏi, lục đảo chủ tự nhiên có dụng ý a? À? Hai tay trưởng quỹ thấp béo dơ ra tỏ vẻ không rõ, nói, đa tạ, phải cáo từ rồi. Hàn lập trao mày, sau đó chắp ta với trưởng quỹ thấp béo, quay người đi ra bên ngoài. Hắn rời khỏi cửa hàng, cất bước đi trên đường phố một lát, sau đó lại đi vào một cửa hàng khác. Tuy rằng hắn cảm thấy trưởng quỹ thấp béo sẽ không lừa gạt hắn, nhưng việc này hắn cần xác nhận lại một chút. Kết quả rất nhanh, hắn đi ra lần nữa, sắc mặt có chút khó coi, lại quay người đi vào một cửa hàng khác. Gần nửa canh giờ sau, Hàn Lập đứng lại trên một con phố. Trước sau hắn đến hơn 10 cửa hàng lớn nhỏ, tin tức lấy được đều giống nhau, xác thực trong thời gian ngắn không thể nào dùng truyền tống trận, hơn nữa lục quân cũng không nói rõ nguyên nhân, đột nhiên ban xuống mệnh lệnh này. Thân sắc Hàn Lập âm trầm, đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên thân hình bắn ra bay về hướng phủ đảo chủ. Xung quanh phủ đảo chủ không có biến hóa quá lớn so với trước kia, từng tòa kiến trúc màu đen như rừng, giống như những cự thú màu đen chiếm giữ, tản mát ra khí tức lành lạnh. Từng tòa kiến trúc đều có cấm chế đặc biệt bao phủ, hơn nữa những cấm chế này lại liên kết lại với nhau. Những cấm chế này càng thêm hùng vĩ so với trước kia. Tách ra từng tia sáng chói mắt, hình thành liên tiếp quang đoàn cực lớn, căn bản từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Tín phủ điện trước cửa phủ đảo chủ vẫn đứng như cũ, bất quá lúc này trong điện chỉ có mấy thân ảnh tu sĩ, thoạt nhìn trống vắng, khác hoàn toàn tình huống náo nhiệt trước kia. Hàn Lập dừng chân đứng trước cửa Tín phủ điện, ngẩng đầu nhìn phủ đảo chủ một cái. Nơi này nhìn không thấy gì khác thường, ở phía ngoài có vài cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Từng đạo thần thức trong tối ngoài sáng đan vào nhau. Đề phòng hết thảy người tiến đến gần, cẩn mật gấp mấy lần so với trước. Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc, cất bước đi vào trong tiến phủ điện. Cảnh giới nơi đây trước kia chưa từng nghiêm mật như vậy, hiển nhiên không phải đơn giản là do hải vực xuất hiện thiên tai dị thường rồi. Kết quả là khi hắn vừa mới bước vào trong đại điện, xa xa phía chân trời có hai đạo độn quang bay vụt đến, trong chớp mắt đáp xuống trước phủ đảo chủ, độn quang thu vào hiện ra hai bóng người. Một người trong đó là một thiếu phụ chừng 30 tuổi, tuy trên người mặc một bộ đạo bào giống như người xuất gia, nhưng cũng không có quy y, phong thái yêu nhã. Bên cạnh nàng là một bạch y nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt lợi hại. Bạch y nam tử không trực tiếp tiến vào trong phủ, mà biến sắc nhìn chung quanh. Lô trưởng lão, làm sao vậy? Thiếu phụ trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái hỏi. Không có gì, ánh mắt nam tử quét một vòng trên đường, nhàn nhạt, nhạt nói ra, mày kiếm hơi nhíu lại một chút. Ngay vừa rồi, thần thức của gã cảm ứng được một chút khác thường, tựa hồ có người nào đó đang âm thầm quan sát gã. Bất quá loại cảm giác này chỉ thoáng qua tức thì, gã cũng không xác định được có phải ảo giác hay không. Nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định, thần thức lại lan ra bao phủ khu vực phụ cận, nhưng vẫn không dò xét được gì khác thường, lông mày không khỏi nhăn lại một chút. Đi thôi, đừng làm trễ việc, thiếu phụ thấp giọng nói. Lúc này nam tử mới gật đầu nhẹ, hai người kề vai sát cánh đi vào phủ đảo chủ, thủ vệ hai bên cũng không ngăn trở hai người. Thật lâu sau, hàn lập mới từ tín phủ điện đi ra không có nhìn hướng phủ đảo chủ cất bước đi về một phương hướng khác trên mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang cuộn sóng tuy hắn không nhận ra thiếu phụ trẻ tuổi kia thế nhưng bạch y nam tử kia chính là lô việt một gã kim tiên bắc hàn tiên cung tại sao người này lại xuất hiện ở hắc phong hải vực chẳng lẽ liên quan đến ta trong đầu hàn lập hiện ra suy nghĩ này ý nghĩ này hiện ra hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt chân vẫn không ngừng bước nhanh về phía trước thần thức vẫn một mực tập trung vào phủ đảo chủ sau lưng. Đồng thời tiên linh lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, chỉ cần chung quanh có gì khác thường liền lập tức phát ra một kích toàn lực. Đến khi đi ra hơn 10 dặm, căng thẳng trong lòng mới giảm xuống một chút, nhưng hắn không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn bước nhanh về phía trước. Sau một canh giờ, một đạo thanh sắc độn quang từ cửa hắc phong thành bay ra, vội vã bay về hải vực phía xa. Bên trong độn quang chính là Hàn Lập, một hơi rời khỏi mấy vạn dặm, bên trong độn quang bỗng hiện ra từng đạo kim sắc lôi quang, ngưng tụ thành một pháp trận lôi điện, vô số kim sắc phù văn ở bên trong nhảy lên. Kim sắc lôi quang chấn động một hồi, sau đó thân ảnh Hàn Lập biến mất vô tung. Chương 387, loạn cục, cách đó mấy trăm vạn dặm, một chỗ trên mặt biển đang bình lặng không một gợn sóng, đột nhiên lăng không phát ra một tiếng sét đánh, kim quang lóe sáng hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, đan vào nhau tạo thành một cái pháp trận lôi điện huyền ảo. Pháp trận kim sắc lóe lên rồi biến mất, ở trung tâm pháp trận hiện ra thân ảnh hàn lập. Hắn vừa đứng vững thân hình, liền tỏa thần thức lan ra. Xác định trong vòng ngàn dặm không có gì bất thường, trong nội tâm hắn buông lỏng, tiếp theo quay đầu nhìn về hướng hắc phong đảo, ánh mắt chấp động. Lần này Lô Việt đến hắc phong hải vực hẳn là có mục đích khác, hơn phân nửa chắc không phải tìm mình. Tuy mình bị bác hàn tiên cung truy nã, nhưng dù sao chỉ là một tu sĩ chân tiên cảnh, có lẽ không đến mức vận dụng một tồn tại cấp kim tiên để đi đối phó mình. Tuy là thế, nhưng hàn lập cũng không dám chủ quan tuy hôm nay hắn cảm thấy có đủ năng lực tự bảo vệ mình khi đối mặt kim tiên nhưng nếu bị đối phương phát hiện mình đang ở tại hắc phong hải vực phiền toái quả thật không nhỏ ngoài ra nhìn tâm thái lô việt đi vào hắc phong đảo dường như người này có liên quan với hắc phong đảo nghĩ đến đây trong đầu hàn lập không khỏi nhớ tới đám người kỳ quái lúc hắn trở lại hắc phong hải vực lần trước những người này dường như có quan hệ không cạn với hắc phong đảo chẳng lẽ những người kia cũng là người bắc hàn tiên cung Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lật tay lấy ra một cái trận bàn màu đen, tay thúc dục pháp quyết. Trận bàn lập tức hiện ra mảng lớn quang mang, từng đoàn hắc quang từ trong hiện ra, sau một lúc ngưng tụ thành một pháp trận truyền âm. Miệng Hàn Lập khẽ nhúc nhích, phát ra một tin tức, rồi lẳng lặng đứng chờ. Kết quả đợi chừng một phút đồng hồ, pháp trận truyền âm hơi lập lè một cái, trừ lần đó ra, không có phản ứng nào khác. Hàn Lập thấy vậy, khẽ cau mày. Trận bàn đưa tin này là giao tam đưa cho hắn trước khi rời khỏi bí cảnh luân hồi điện. Hắn muốn thông qua người này hỏi bóng hỏi gió tìm hiểu một chút thế cục hắc phong hải vực hôm nay. Nhưng người này lại không đáp lại tin tức chút nào. Hàn lập không khỏi lắc đầu, thu trận bàn vào, ánh mắt nhìn lên mặt biển tĩnh lặng phía trước, ý niệm trong đầu chuyển động. Hôm nay hắc phong hải vực thật giống như mặt biển này, thoạt nhìn bề ngoài tuy gió êm sóng lặng, tranh đấu giữa hắc phong đảo và thanh vũ đảo cũng tạm thời dừng lại, nhưng bên trong lại mơ hồ có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đầu tiên là thế lực thần bí luân hồi điện, đối thủ một mất một còn của Bắc Hàn Tiên Cung, đột nhiên xuất hiện ở Hắc Phong Hải Vực, lại còn vừa đấm vừa xoa chiêu mộ mình gia nhập, lại luyện chế đan dược cổ quái, không biết đang mưu đồ chuyện gì. Hôm nay người Bắc Hàn Tiên Cung cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có quan hệ không rõ với thế lực lớn nhất Hắc Phong Đảo. Cục diện mê loạn như thế, nếu tiếp tục lưu lại nơi đây thì chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào, tốt nhất vẫn là nên mau rời khỏi mảnh đất thị phi này. Chẳng qua truyền tống trận từ Hắc Phong đảo đi thông ngoại giới đã bị phong bế, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể đi xuyên qua lạc phách kinh phong. Dùng thần trí chi lực của mình, kết hợp với định phong châu, tự tin có thể ứng phó. Lại nói tiếp, hắn có phần hiếu kỳ với chỗ sâu bên trong lạc phách kinh phong, đang muốn tìm hiểu một phen. Trong nội tâm đã xác định, hàn lập thở nhẹ một hơi, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, đang muốn bắn đi, nhưng ngay sau đó thân hình chỉ chạy lại, quay đầu nhìn lại một hướng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó trên người hiện ra thanh sắc quang mang, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía chỗ đó. Lúc này, trong một đại điện tĩnh mịch ở phủ đảo Chù Hắc Phong Thành. Điện này rộng chừng 4 năm trượng, sâu 2 30 trượng, ánh sáng ảm đạm vô cùng, hai bên đại điện đặt hai hàng giá gỗ, trên kệ gỗ có ngọn nến đang cháy đỏ bừng, tán phát ra trận trận mùi thơm kỳ dị. Ánh nến mờ nhạt không làm cho đại điện sáng hơn, ngược lại khiến cho nơi đây càng thêm tĩnh mịch. Phía cuối đại điện là một bình đài tam cấp, một nam tử áo trắng đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, đúng là Tiêu Tấn Hàn. Mắt gã nhắm chặt, dường như đang tu luyện, từng sợi xương mù màu đen nhẹ nhẹ từ trên người gã tán phát ra, tràn ngập phạm vi ba trượng quanh người. Một cổ khí tràn quỷ dị bao phủ toàn bộ đại điện, làm cho người ta không thở nổi, giống như một đầu hung thú vô hình đang đi đi lại lại trong điện. Hai người đứng ở phía dưới, đúng là Lô Việt cùng thiếu phụ trẻ tuổi. Thân sắc hai người cực kỳ cung kính, trên trán lấm tấm mồ hôi, không dám lên tiếng quấy dày thật lâu sau tiêu tấn hàn mở to mắt sương mù màu đen quanh người lập tức chui vào trong cơ thể gã khí tràn quỷ dị trong đại điện cũng biến mất sắc mặt hai người lô việt buông lỏng thoáng đứng thẳng thân thể lên sự tình làm đến đâu rồi tiêu tấn hàn hỏi cung chủ yên tâm hết thảy đều làm thỏa đáng theo phân phó của ngài bát hoang lưu ly trận cũng đã ra cố thêm một lần nữa vị trí cửa vào tuyệt sẽ không bị người thương lưu cung và phục lăng tông cảm ứng được lô việt cung kính trả lời Địch nhân chủ yếu của chúng ta là luân hồi điện. Tiêu tấn hàn hơi hít mặt lại, trong mắt hiện lên một tia tinh quang như lôi điện. Vâng, hôm nay chỉ sợ những người luân hồi điện kia giống như con ruồi bay loạn, căn bản không cách nào phát hiện được cửa vào chính thức. Lô Việt cảm thấy một cô áp lực lớn bao phủ xuống, lập tức sắc mặt trắng bệch, nói gấp. Việc này các người cần phải cẩn thận, quyết không để xảy ra sơ suất gì. Lúc này Tiêu Tấn Hàn mới hài lòng gật đầu nhẹ, trầm giọng nói ra. Xin cung chủ yên tâm, lô việt lập tức nói ra sắc mặt tiêu tấn hàn buông lỏng xuống im lặng phất phất tay hai người lô việt thi lễ một cái lui ra ngoài đi ra cung điện thật xa tinh thần căng thẳng mới mới giảm xuống tu vi cung chủ càng ngày càng cao thâm khó lường chỉ cần hành động lần này thuận lợi tiến giai thái ất cảnh sẽ không xa thiếu phụ trẻ tuổi nói ra nên như thế lần này kế hoạch chỉ được phép thành công không được phép thất bại lô việt nói ra chậm rãi việc này đương nhiên ta biết rõ thiếu phụ trẻ tuổi gật đầu, hai người bước nhanh ra xa, rất nhanh thân hình biến mất ở cuối đường. trên một lầu các ở phía xa, hai bóng người đang đứng bên cửa sổ nhìn hai người lô việt rời đi, chính là lục quân và lục vũ tình. phụ thân, lần này tiên phủ. môi lục vũ tình khẽ động, đang muốn nói chuyện, sắc mặt lục quân khẽ biến, vội vàng trừng mắt với lục vũ tình, ngăn trở nàng tiếp tục nói. gã đóng cửa sổ lại rồi quay người đi vào bên trong lầu các. lục vũ tình âm thầm thẻ lưỡi đi theo đằng sau. Lục Quân đi vào một cái phòng nằm sâu trong lầu các mới dừng lại, hai tay vung lên, đánh ra từng đạo pháp quyết. Chung quanh gian phòng hiện ra từng đạo cấm chế, khoảng 7-8 tầng, bao bọc nơi này vào bên trong cực kỳ chặt chẽ. Lục Quân đánh vào trên vách tường một cái, thanh âm ken két vang lên, mặt tường hiện ra một cái cửa ngầm. Hai người đi vào, cửa ngầm lập tức đóng lại, phía sau cửa là một căn phòng nhỏ tối, vách tường được xây bằng một loại tinh thạch màu đen, tản mát ra một tầng quang mang u ám tiến vào gian phòng này giống như tiến nhập một không gian khác triệt để cách ly với bên ngoài tình nhi ta đã nói với ngươi nhiều lần những người kia tu vi cực cao không biết thần trí của bọn họ đạt đến trình độ nào nên mỗi tiếng nói cử động đều phải ngàn vạn lần chú ý toàn bộ phủ đảo chủ chỉ sợ có mỗi nơi u tối này mới tương đối an toàn một chút lục quân trầm giọng nói ra vâng con biết rồi lục vũ tình gật đầu nhẹ lúc này thần sắc lục quân mới trầm tĩnh lại cưng chiều vỗ vỗ bả vai lục vũ tình ngồi xuống một cái bàn bên cạnh. Phụ thân, những năm qua hắc phong đảo chúng ta một mực ra sức cho Bắc Hàn tiên cung. Những thứ khác không nói, vì tranh đấu cùng thanh vũ đảo, hơn 36 đảo hầu như một nửa biến thành phế tích. Hiện tại tiên phủ xuất thế, chẳng lẽ không thể cho chúng ta một cái danh ngạch? Lục vũ tình có chút không cam lòng hỏi, ra mặt lục quân khẽ nhân một cái, âm thanh chua chát nói, Bắc Hàn tiên cung là tồn tại bực nào, hắc phong đảo chúng ta trong mắt bọn họ còn không đáng một đồng. Lục vũ tình nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Được rồi, loại chuyện này cũng không cần hy vọng xa vời, chỉ hy vọng việc này chấm dứt sớm, Bắc Hàn Tiên Cung có thể thực hiện lời hứa không can thiệp vào chuyện hắc phong hải vực chúng ta nữa. Lục quân thở dài, sau nửa tháng, trên không hải vực cách ô mông đảo mấy vạn dặm, nương theo kim sắc lôi điện chấp động, thân hình hàn lập từ trong pháp trận lôi điện hiện ra. Ánh mắt hắn đảo qua khắp nơi, sau đó bay về hướng ô mông đảo. Một lát sau, hư không gần ô mông đảo lóe lên, thân hình hàn lập hiện ra hắn nhìn xuống ô mông đảo phía dưới, thấy nó hoàn hảo không tổn hại gì, trong nội tâm buông lỏng một chút, xem ra những thiên tai quỷ dị lúc trước cũng không ảnh hưởng đến nơi đây. Lúc này cả tòa đảo đang ở vào trạng thái phong đảo, cấm chế các nơi vẫn vận chuyển như trước. Hàn lập hơi trầm ngâm, lấy ra một vòng tay chữ vật. Hắn phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, bao trùm vòng tay chữ vật, sau đó lóe lên biến mất không thấy. Một chỗ trong mật thất ô mông đảo, Lạc Phong đang khoanh chân ngồi, thanh quang trên người lượn lờ giống như sương mù thỉnh thoảng biến ảo ra các loại hình dạng dường như đang tu luyện một môn bí thuật vào thời khắc này trước người gã lăng không xuất hiện một viên ánh sáng màu xanh bên trong là một vòng tay chữ vật ánh sáng màu xanh lóe lên tiêu tán ra vòng tay chữ vật lập tức rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ lạch cạch ánh sáng màu xanh bên ngoài thân lạc phong run lên sau đó tiêu tán đi gã mở mắt ra nhìn vòng tay chữ vật trên mặt đất gã hơi ngẩn ra nhưng vào lúc này bên tai chuyển đến thanh âm của hàn lập trong vòng trăm năm tới tiếp tục phong đảo nghỉ ngơi dưỡng sức vâng lạc phong đứng lên thần sắc cung kính ôm quyền nói ra chẳng qua là ngoại trừ thanh âm lúc trước gã không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác lạc phong đợi một hồi lúc này mới cầm lấy vòng tay chữ vật trên mặt đất phóng xuất thần thức chui vào trong đó trên mặt lập tức vui vẻ bên trong vòng tay chữ vật có một nhóm lớn tài liệu linh thạch số lượng rất nhiều đủ cho ô mông đảo sử dụng trong mấy trăm năm Lúc này Hàn Lập đã đi tới chỗ bế quan tu luyện của Địa Trích Hóa Thân. Lần này hắn đi vòng vèo ô Mông đảo, xem xét tình huống ở trên đảo, chủ yếu nhất vẫn là vì lấy đi trọng thủy mà Địa Trích Hóa Thân luyện chế ra trong những năm qua. Thân hình Hàn Lập treo giữa không trung, nhìn xuống mặt biển phía dưới. Trên mặt biển đang có một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn ù ù, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Vòng xoáy này có phạm vi chừng ngàn dặm, những nơi đi qua sóng biển cuồn cuộn, hình thành từng đạo sóng biển cao hơn trăm trượng từng vòng quét ra bốn phương tám hướng, thanh thế kinh người đến cực điểm. Động tĩnh lớn như vậy, trước kia chưa từng thấy a. À. Chẳng lẽ, bỗng nhiên Hàn Lập nghĩ tới điều gì, không nói hai lời thân hình hạ xuống, trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy. Trên bình đài dưới đáy biển, toàn thân địa trích hóa thân tản mát ra lam quang chói mắt, trồn cuộn xung quanh người, tạo thành một quang đoàn màu lam to chừng 10 trường. Ngoài ra, trên đỉnh đầu hóa thân còn lơ lửng một cây quang tia màu lam vừa to vừa thô, so với trước to hơn gấp bội, vô số phù văn màu lam nhảy chung quanh quang tia. Khí tức khổng lồ từ trên người tán phát ra, thình linh đã đạt đến cấp độ chân tiên cảnh hậu kỳ. Hàn lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cũng không quá đỗi kinh ngạc. Lúc trước hóa thân này đã đạt đến chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Những năm này tuy hắn bận rộn việc tu luyện, nhưng thỉnh thoảng ngưng tụ một ít tinh hạt truyền về cung cấp cho gã tu luyện. Chỉ cần có đủ tinh hạt cung cấp, mấy trăm năm tiến giai hậu kỳ cũng không phải việc lạ. Dù cô động trọng thủy mất mấy trăm năm, bất quá nếu so với tu sĩ khác sẽ mất mấy trăm vạn năm. Đang cân nhắc, Lam quang chung quanh địa trích hóa thân chấn động một hồi, sau đó sáp nhập vào trong cơ thể như trường kinh hấp thủy, tiếp theo gã đứng lên, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập. Lấy tất cả trọng thủy trên người của ngươi đưa cho ta. Hàn Lập mở miệng nói, địa trích hóa thân nghe vậy, lật tay lấy ra hai cái túi màu đen đưa tới, chính là túi thiên thủy mà Hàn Lập mua được trước đây từ vô thường minh. Thần thức Hàn Lập đảo qua, hít sâu một hơi, một cái túi thiên thủy đã tràn đầy, túi còn lại cũng không sai biệt lắm đến một nửa, xem ra theo tu vi tăng lên, tốc độ hóa thân cô động trọng thủy cũng tăng lên không ít. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh quang, đưa tay tiếp lấy. Tuy đã chuẩn bị, nhưng khi tiếp nhận hai chiếc túi to, hai cánh tay hắn vẫn trầm xuống. Dưới bụng hắn chấp động một hồi tinh huy, mơ hồ hiện ra 18 quang điểm ngôi sao, lúc này mới nâng hai cái túi lên nhẹ nhàng. Hàn lập thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Hai túi trọng thủy này, thêm lúc trước còn một túi, số lượng đã đủ tác dụng trong chiến đấu. Hắn thu hai túi thiên thủy vào, sau đó lật tay lấy ra ba cái còn trống đưa cho địa trích hóa thân, phân phó nó tiếp tục cô động trọng thủy. Hắn không dừng ở nơi này lâu, lặng yên không một tiếng động bay về phía xa. Bay xa một khoảng không làm người khác chú ý, lập tức hắn thi triển duyền tống lôi trận chạy đi. Bộ pháp trận truyền tống câu lôi mục kia hắn đã thu hồi trên đường trở lại ôm mông đảo rồi hơn nửa tháng sau, một chỗ biên thủy của Hắc Phong Hải Vực. Một đạo thanh hồng từ đằng xa bay vụt đến, lóe lên rơi xuống, hiện ra thân ảnh hàn lập. Phía trước chính là khu vực lạc phách kinh phong, khắp nơi là từng đạo âm phong màu đen, liền trời tiếp đất, bài sơn đảo hải. Hàn lập nhìn âm phong vô cùng vô tận phía trước, lật tay lấy ra định phong châu, sau đó đâm đầu vào bên trong âm phong. Lập tức âm phong chung quanh vào tới cuồn cuộn, nhưng bị định phong châu suy yếu hơn phân nửa nên không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Lúc đầu Hàn Lập thử thích ứng, phát hiện không có gì đáng ngại liền bắt đầu tăng tốc, bay nhanh về phía trước. Do thiên địa linh khí ở nơi này bị ngăn trở, ảnh hưởng không nhỏ đến việc bổ sung tiên linh lực, cho nên trước khi tới đây hắn đã hao tốn không ít tiên nguyên thạch mua được một đám đan dược khôi phục từ vô thường minh, chuẩn bị vô cùng sung túc. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt, Hàn Lập đã đi được 4 năm ngày trong lạc phách kinh phong phô thiên cái địa. Khu vực xâm nhập lạc phách kinh phong nơi này, trình độ đã vượt xa chỗ bí cảnh của luân hồi điện lúc trước lạc phách kinh phong chung quanh không tán loạn như lúc trước, mà ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành từng đạo lốc xoáy màu đen cực lớn tầm hơn 10 trượng, trên trăm trượng, giống như vô số cự long màu đen gào thét qua. Từng đạo lốc xoáy cực lớn trùng kích đến, tuy rằng tiến vào phạm vi định phong châu tản mát ra gợn sóng, uy lực lập tức đại giảm, nhưng lốc xoáy này không phải chuyện đùa, hầu như có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ đại thừa kỳ. Lúc này toàn thân Hàn Lập lóng lánh ngân mang, bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng chân cực chi mô hơi mờ, từng đạo phong long oanh kích đến, hung hăng đánh lên người hắn, lại giống như đánh lên đá ngầm, bọt nước văng tung tóe rồi kêu tán. Uy lực những âm phong này hắn không để vào mắt, chẳng qua từng tiếng quái thanh gầm lên ô ô từ trong miệng phong long phát ra chấn kinh hồn phách, lợi hại gấp 10 lần so với lúc vừa mới tiến vào. Tuy những quái âm này cũng bị định phong châu suy yếu hơn phân nửa, bất quá vẫn vượt xa so với lúc đầu. Vì thế Hàn Lập phải giảm tốc độ đi tới lại, bắt đầu thúc giục luyện thần thuật chống cự, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Giờ phút này, toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, giống như một chiếc thuyền con, nhanh chóng xuyên qua âm phong vô tận. chương 388, xâm nhập kinh phong. Thời gian trôi qua từng chút, mấy ngày sau chung quanh lạc phách kinh phong đã tạo thành từng trụ vòi rồng màu đen cực lớn núi liền trời đất. Những lốc xoáy phô thiên cái địa này cuốn đi khắp nơi, khi thì giao thoa, khi thì lại tách ra, trước mắt đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, không cách nào thấy rõ. Hàn lập ở trong vòng bảo hộ màu đen do định phong châu biến thành, lách qua từng đám trụ vòi rồng, tận lực tránh va chạm với những lốc xoáy kia, đồng thời ngưng thần giữ vững thần thức hải. Hắn có thể cảm nhận được bên trong những lốc xoáy này ẩn chứa âm hàn chi lực, dù là hắn cũng không muốn đón nhận trực diện. Hiện tại tuy rằng hắn vẫn không ngừng tiến lên, nhưng tốc độ đại giảm so với lúc trước. Thanh âm quỷ giết nhiếp hồn nơi này cường đại hơn rất nhiều so với trước, mặc dù hắn có thể chịu được nhưng không dám tản mát thần thức ra ngoài cơ thể. Thần thức lực do thần hồn duy trì, nếu để thần thức phát ra va chạm với lạc phách kinh phong chung quanh thì tiếng quỷ giết gió gào sẽ ảnh hưởng đến hắn càng lớn. May mà hắn có thanh minh linh mục, làm quang lập lòe trong hai mắt hắn, không cần thần thức cũng có thể nhận biết được hướng đi của âm phong chung quanh, nếu không chỉ sợ đi được nửa bước cũng khó. Vù vù, một đạo lốc xoáy màu đen cự đại gào thét cuốn tới, tốc độ cực nhanh. Thân hình hàn lập uốn éo giống như một đuôi cá quấy, vô cùng linh hoạt, tránh né lốc xoáy đang đánh tới. Bất quá vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh từ trong lốc xoáy phóng tới hàn lập nhanh như điện tốc độ cực nhanh như một tia chớp màu đen mặc dù hắc ảnh nhanh nhưng phản ứng của hàn lập còn nhanh hơn hắn vung ngón tay lên một đạo kiếm khí màu xanh sáng người cuốn tới chạm chuẩn xác lên hắc ảnh một âm thanh vang lên hắc ảnh bị kiếm khí chém thành hai đoạn mặt ngoài hắc khí tiêu tán lộ ra bên trong là một quái xà toàn thân đen kịt quái xà này dài hơn một trượng đầu hình tam giác toàn thân đen nhánh tản mát ra khí tức âm hàn cực nặng hai con người đỏ sập, sắc mặt lạnh như băng. Sau khi bị chém thành hai đoạn, con rắn này không chết, mà hai đoạn tàn thân uốn éo dung hợp lại làm một, giống như chưa từng bị thương, chẳng qua khí tức âm hàn tỏa ra đã giảm bớt không ít. Hàn lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Quái xà màu đen khôi phục nhưng không có đào tẩu, trong miệng phát ra tiếng kêu tê tê, e, e, kỳ quái, hung quang trong mắt càng tăng lên, nhìn có vẻ linh trí không cao. Thân hình nó uốn éo lần nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ biến mất vô tung. Sau một khắc, quái xà màu đen từ hư không xuất hiện sau lưng Hàn Lập, cắn tới mãnh liệt. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, một tay phất lên, hư không bên trên quái xà màu đen chấn động một cái, một đại thủ màu xanh lăng không hiện ra, năm ngón tay chụp xuống như thiểm điện, nắm chặt lấy quái xà màu đen. Quái xà bị đại thủ màu xanh bắt chúng, ra sức giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Đại thủ màu xanh cầm lấy quái xà, bay đến trước người Hàn Lập. Vật này là hai mắt hàn lập nhìn quái xà màu đen lông mày cao lại thoạt nhìn tựa hồ con rắn này là do âm hàn chi khí nơi này ngưng tụ thành quái vật cũng không phải thực thể khác rất lớn với yêu thú bình thường lúc trước vì đi qua lạc phách kinh phong hắn tìm đọc không ít điển tịch về lạc phách kinh phong một bản điển tịch trong đó có nói sâu trong lạc phách kinh phong có một ít âm thú quái dị rất khó đối phó quái xà màu đen này chắc là âm thú kia rồi tay hàn lập khẽ nhúc nhích đại thủ màu xanh siết chặt lại đùng một tiếng vang nhỏ quái xà màu đen bị bóp nát bạo liệt ra, hóa thành một cỗ hắc khí. Nhưng những hắc khí này cũng không tiêu tán đi, ngược lại nhúc nhích giống như vật còn sống, mơ hồ muốn hội tụ lại lần nữa. Sắc mặt hàn lập hơi trầm xuống, cong ngón tay búng ra. Đùng, một đạo kim sắc hồ quang điện từ ngón tay bắn nhanh tới, lóe lên tức thì đánh vào phía trên hắc khí, đúng là tịch tà thần lôi. Xì, một hồi giòn vang, dường như hắc khí gặp phải khắc tinh, lập tức tán loạn ra một tiếng hét thảm mơ hồ từ trong hắc khí truyền ra, lập tức triệt để phiêu tán biến mất. Hàn lập thấy cảnh này, sắc mặt khẽ buông lỏng, bất quá hắn cũng không ở lại đây lâu, tiếp tục bay về phía trước. Một đường tiến lên, thỉnh thoảng hắn gặp âm thú từ trong âm phong phóng ra tập kích. Thực lực những âm thú này cũng không cao, nhưng thân thể có thể biến hóa, có phần khó đối phó. May mắn Hàn Lập có tịch tà thần lôi khắc chế những âm thú này, một đường đi tới cũng không quá mức khó khăn. Ồ, Hàn Lập phi độn bên trong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những trụ âm phong cực lớn chung quanh đột nhiên giảm đi, nguyên bản chẳng chỉ trụ vòi rồng màu đen giờ lại trở nên thưa thớt, hơn nữa độ lớn cũng nhỏ hơn rất nhiều so với trước. Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc, nhưng cũng không có dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Càng đi về phía trước, các trụ âm phong chung quanh càng ít, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Âm phong gào thét không còn thấy bóng dáng nữa, đập vào mắt là một mảnh hắc vụ nhàn nhạt, phiêu đãng nhẹ nhàng, cảm giác âm hàn chung quanh cũng theo đó đại giảm, những âm thú kia cũng biến mất vô tung âm phong biến mất những thanh âm gào khóc thảm thiết kia cũng hầu như không nghe thấy nữa nơi này phảng phất như một mảnh hắc vụ yên tĩnh chẳng lẽ đã xuyên qua lạc phách kinh phong hàn lập nghĩ thầm trong lòng nhưng lập tức lắc đầu mình tiến vào lạc phách kinh phong chưa tới nửa tháng tuyệt đối không có khả năng đã vượt qua lạc phách kinh phong nơi này tất nhiên vẫn còn trong lạc phách kinh phong chỉ sợ đã đến một khu vực đặc thù nào đó chỉ tiếc hắn tìm được rất ít điển tịch nói về lạc phách kinh phong, trong đó cũng không ghi chép tình huống này. Hàn lập trầm ngâm một lát, ánh sáng màu xanh trên người đại phóng, tiếp tục bay về phía trước. Bất quá tốc độ phi đồn của hắn giảm xuống một ít, đồng thời lam quang trong mắt lập lè, dò xét hết thảy động tĩnh chung quanh. Bay gần nửa ngày, hắc vụ chung quanh vẫn tràn ngập, chẳng qua càng tiến đến thì sương mù càng nồng đậm lên nhiều, cuối cùng sương mù nồng đậm như thực chất. Đến lúc này, mặc dù hắn có thanh minh linh mục, cũng nhìn không xa được. Hơn nữa trong sương mù không hề an tĩnh như lúc trước, bắt đầu hiện ra từng đợt thanh âm bén nhọn quái dị giống như tiếng con nít khóc. Tuy thanh âm này không lớn, thậm chí có lúc như có như không, nhưng uy lực lớn hơn so với thanh âm gào khóc thảm thiết lúc trước. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, nhìn chỗ này hình như đã đến một khu vực mới khác. Hắn giảm độn tốc xuống một ít, đồng thời hai mắt lóe lên, bắn ra hai luồng lam quang dài hơn thước, tra xét động tĩnh chung quanh. Tiếp tục đi tới một đoạn trong hắc vụ, Sắc mặt hắn chợt hơi đổi, thân hình phi độn bỗng nhiên ngừng lại, con mắt nhìn kỹ phía trước. Một hồi thanh âm ù ù từ phía trước truyền đến, nguyên bản sương mù màu đen bình lặng bỗng nhiên cuồn cuộn kịch liệt. Thanh âm càng ngày càng lớn, sương mù chung quanh cuồn cuộn càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng sôi trào như nước sôi. Lông mày Hàn Lập càng nhăn chặt, đang lo lắng nên quay lại hay là tránh sang đường khác. Vào thời khắc này, sương mù màu đen quanh người hắn bỗng nhiên xoay tròn điên cuồng, một vòng xoáy thật lớn từ phía trước phóng tới dùng năng lực tầm mắt của hắn lúc này vậy mà vẫn nhìn không thấy toàn cảnh vòng xoáy thậm chí ngay cả trung tâm vòng xoáy cũng nhìn không tới không biết lớn đến bao nhiêu một cỗ hấp lực cường đại từ sâu trong vòng xoáy tán phát ra bao phủ thân thể của hắn vào trong lực lượng này cực lớn thân thể hàn lập bị hút vào hướng trung tâm vòng xoáy sắc mặt hắn trầm xuống ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng ngưng lại đậm đặc như thực chất lúc này thân hình mới ổn định lại hàn lập nhìn vào chỗ sâu trong vòng xoáy trong mắt tinh quang chấp động, sau đó ánh sáng màu xanh trên người sáng ngời lần nữa, bay về hướng hai bên vòng xoáy. Thân hình hắn vừa động, bỗng xương mù phía trước cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh từ bên trong bắn ra. Là một con cóc âm thú màu đen to cỡ căn phòng, cái cổ thô ngắn, toàn thân xù xì, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Con cóc màu đen há to cái miệng rộng, phun ra một đạo hắc quang nồng đậm, đánh vào đầu hàn lập, dường như muốn ngăn trở hắn rời khỏi. Cột sáng màu đen tản mát ra chấn động âm hàn chi lực kinh người, những nơi đi qua hư không cũng hiện ra đạo đạo vết băng, dường như bị đông kết lại. Hàn Lập Hư lạnh một tiếng, một tay phất lên, một phi kiếm màu xanh bắn ra, sau đó run lên hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh to vài chục trượng, phía trên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện. Cự kiếm màu xanh lập tức biến thành một lôi kiếm kim sắc, chạm lên cột sáng màu đen. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cột sáng màu đen không chịu nổi một kích của lôi kiếm kim sắc, sau một cái chớp mắt liền sụp đổ ầm ầm, bạo liệt ra. Lôi kiếm kim sắc mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện trên đỉnh đầu con cóc, chém xuống đầu nó. Xoẹt, kim quang lóe sáng, thân thể con cóc lập tức bị chém thành hai khúc, tịch tà thần lôi lan tràn trên hai mảnh tàn thể của nó. Hai mảnh tàn thể phanh một tiếng, nổ tan ra, hóa thành hai luồng hắc khí phiêu tán. Tuy hàn lập chém giết con thú này, nhưng tốc độ bị chậm lại một chút. Vòng xoáy khổng lồ sau lưng nhanh chóng tới gần, lực xé rách chung quanh càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt hàn lập ngưng lại, Tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang trên người sáng lên, đang muốn thi triển bí thuật phi độn rời khỏi. Vào thời khắc này, bên trong vòng xoáy khổng lồ hiện ra một đạo hắc ảnh vừa thô vừa to, bắn nhanh tới, là một xúc tu cực lớn, tốc độ nhanh choáng váng há hốc mồm, quấn nhanh lấy thân thể của hắn. Bất quá Hàn Lập đã thi triển chân cực chi mô, tuy xúc tu quấn chặt thân thể của hắn, nhưng cũng không có thật sự chạm vào. Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết ánh sáng màu xanh trên thân hàn lập chấp liên tục hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra chạm lên xúc tu màu đen suy 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 nhưng xúc tu màu đen cứng rắn vô cùng thanh trúc phong vân kiếm chỉ chém vào một đoạn ngắn liền ngừng lại đuôi lông mày hàn lập nhảy lên mặt lộ vẻ kinh ngạc đang tính hành động khác nhưng xúc tu màu đen kéo lại mãnh liệt lực lượng cực lớn hắn không kịp chuẩn bị nên bị kéo vào trong vòng xoáy khổng lồ hắn cảm thấy hoa mắt sau một khắc trước mắt xuất hiện vòng xoáy xoay tròn kịch liệt hắc khí chung quanh cấp tốc xoay tròn, phát ra thanh âm ù ù, lao nhanh giống như thiên quân vạn mã. Từng cỗ lực xé rách cực lớn tuôn ra từ bốn phương tám hướng, bao phủ trên người hắn, so với vừa rồi cường đại gấp mấy lần. Xúc tu màu đen vẫn đang quấn quanh trên người hắn, hơn nữa không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng buộc chặt. Bất quá chân cực chi mô cực kỳ cứng cỏi, mặc cho xúc tu màu đen này có rút nghiền ép như thế nào vẫn lù lù bất động. Lúc này Hàn Lập bị kéo vào chỗ sâu trong vòng xoáy. Hắn chấn định lại, không để ý tới xúc tu màu đen trên người nữa, mà ánh mắt nhìn chung quanh, nhíu mày lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to nặng nề từ chỗ sâu trong vòng xoáy truyền đến, lập tức vèo một tiếng. Bên trong phía trước vòng xoáy lóe lên hắc ảnh, lại là một xúc tu màu đen khác bắn ra, lần nữa quấn quanh trên thân Hàn Lập, hung hăng đẻ ép hắn. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng sâu trong vòng xoáy, trong mắt lóe lên lãnh mang, tay thi triển kiếm quyết. Chương 389, sương mù trùng trùng điệp điệp đùng một tiếng nổ lớn mặt ngoài những thanh trúc phong vân kiếm kia đột nhiên hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện thân kiếm lập tức tăng vọt biến thành hai thanh kim sắc lôi kiếm to vài chục trượng kim sắc lôi kiếm xoay tròn chém xuống nhanh như thiểm điện phát ra tiếng trầm đục phanh phanh liên tiếp hai xúc tu màu đen bị chém thành mấy đoạn hóa thành cỗ hắc khí phiêu tán gào một tiếng kêu khàn khàn kỳ quái từ sâu trong vòng xoáy chuyển ra tràn đầy vẻ đau đớn hàn lập lấy lại bình tĩnh nhìn vào chỗ sâu trong vòng xoáy trong mắt lóe lên lam quang chỉ thấy chỗ sâu trong vòng xoáy hiện ra một hắc ảnh cực lớn, đang nhanh chóng tiến đến gần. Hàn lập thấy vậy, cũng không lùi lại tránh né, hư không nơi này tràn ngập lực xé rách, với thực lực trước mắt của hắn tuy có thể di động, nhưng có chút khó khăn. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, tay khẽ vẫy, trong hắc khí cách đó không xa lóe lên lôi quang kim sắc, chui cự kiếm lôi điện chém giết con cóc âm thú lúc trước bay vụt trở về bên cạnh hắn. Ba thanh kim sắc lôi kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, quang điểm kim sắc lượn lờ trên thân kiếm, chuyển động chậm rãi. Sau một khắc, vòng xoáy phía trước cuồn cuộn một cái, một hắc ảnh cực lớn bắn ra, là một đầu trương ngư to khoảng vài chục trượng, phảng phất như một tòa núi nhỏ. Toàn thân con thú này đen kịt, cặp mắt to như vạc nước lóe ra ánh sáng màu đỏ, tràn đầy vẻ oán độc cùng vẻ lạnh như băng. Sau lưng quái thú trương ngư có hơn 10 xúc tu đang vung vẩy, nhấc lên trận trận cuồng phong, trong đó có hai cái đã bị đứt gãy. Bất quá hai đoạn đứt gãy phát ra hắc quang lập lòe, nhanh chóng khôi phục lại như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí tức âm hàn to lớn vô cùng từ trên người con thú tán phát ra, so với đầu cóc âm thú lúc trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, có thể so với tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ. Con thú này vừa hiện thân, tất cả xúc tu bỗng nhiên mơ hồ một cái, đan vào thành một tấm lưới lớn màu đen cuốn tới Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này, nhíu mày, thoạt nhìn thực lực những âm thú này không kém, nhưng dường như linh trí không cao, khát máu thích giết chóc, căn bản không cân nhắc thực lực song phương trước đây hắn có nghiên cứu một môn bí thuật có thể câu thông đơn giản với dị thú linh vật bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương phải có linh trí mới được do đó hắn vốn có ý định bắt giữ con thú này để tra xét một chút tình huống bên trong mảnh hắc vụ này nhưng ý định này không thể thực hiện được hàn lập lắc đầu tay bấm niệm pháp quyết một cái ba thanh cửa kiếm lôi điện bên cạnh liền xếp theo hình tam giác hóa thành ba đạo kim sắc điện mang bắn nhanh tới xoẹt một tiếng kim sắc lôi điện trên ba thanh cửa kiếm đại thịnh mãnh liệt mặt ngoài hiện lên từng đạo kim sắc hồ quang điện, kết nối với nhau hình thành một lưới điện kim sắc. Vô số kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to trên lưới điện bạo liệt ra, va chạm ầm ầm với tấm lưới do xúc tu trương ngư hình thành. Liên tiếp âm thanh buồn bực xùy xùy vang lên, hắc khí và kim quang đan vào nhau, vầng sáng văng khắp nơi. Hắc khí mặt ngoài xúc tu vừa chạm vào tịch tà thần lôi, lập tức tan vỡ tiêu tán. Kim sắc hồ quang điện lan tràn trên xúc tu, hơn phân nửa xúc tu hiện ra từng đạo vết thương răng khắp nơi xúc tu màu đen do âm khí nơi đây ngưng tụ thành lại bị tịch tà thần lôi khắc chế, nhưng nó ngưng thực quá mức hùng hậu nên tịch tà thần lôi cũng không cách nào đánh bại trong một kích. Trong miệng âm thú trương ngư phát ra một tiếng hét thảm, lúc này trong mắt mới hiện ra một tia sợ hãi, dường như bây giờ nó mới hiểu được tên địch nhân trước mắt này không phải mình có khả năng chống lại. Thân hình con thú này khẽ động, đang muốn quay người phi độn trốn đi. Hàn lập há lại để cho nó chạy thoát như vậy, trong mắt lóe lên quang mang sắc nhọn, tay thúc sụp kiếm quyết lập tức thanh cửa kiếm xoay tròn, từng đạo bóng kiếm kim sắc phóng tới, đuổi theo gấp, chém lên trên xúc tu trương ngư. Xoẹt, những xúc tu trương ngư này vốn đã bị suy yếu rất nhiều, bị bóng kiếm chém lên lập tức đứt ra. Bóng kiếm chấp liên tục, trong chớp mắt tất cả xúc tu đều bị chặt đứt. Trương ngư âm phát ra tiếng hét thảm lần nữa, không quan tâm đến xúc tu bị chém đứt, há to cái miệng rộng phun ra chất lỏng màu đen như mực. Chất lỏng này vừa xuất hiện lập tức căng phồng lên, hóa thành một đám mây đen kịt lớn gần một mẫu, bao bọc kiếm ảnh đầy trời cùng ba thanh kim sắc cửa kiếm lại. Lập tức ba thanh kim sắc cửa kiếm trầm xuống, bị cỗ lực lượng trong mây cầm cố nên không thể động đậy được. Âm thú Trương Ngư bị chém nứt xúc tu khẽ động, toàn thân đại phóng hắc quang, hóa thành một đoàn hắc ảnh bay về phía xa, tốc độ cực nhanh. Lực xé rách của vòng xoáy nơi này tựa hồ không ảnh hưởng chút nào đến âm thú Trương Ngư. Hàn Lập hư lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết, nhanh chóng điểm tới. Ba thanh kim sắc cửa kiếm tỏa sáng hào quang, hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm to khoảng trăm trượng, phía trên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, lập lòe lóa mắt, tản mát ra uy áp làm cho người ta sợ hãi. Cự kiếm trăm trượng khẽ chuyển một cái, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ phía trên bộc phát ra. Oanh một tiếng, lập tức hắc vân chung quanh bị xé nứt, phiêu tán ra. Kim sắc hồ quang điện trên cự kiếm sáng ngời mãnh liệt, một tiếng nổ mạnh vang lên, kim sắc cự kiếm biến mất vô tung, sau một khắc từ hư không xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Ngư ở phía xa, dùng tốc độ choáng váng há hốc mồm chảm lên người trương ngư. Xoẹt, âm thú trương ngư không thể ngăn cản, lập tức thân thể bị cự kiếm chém thành hai khúc. Theo đó hai tiếng trầm đục vang lên, hai nửa tàn thân trương ngư bạo liệt ra, hóa thành hắc khí phiêu tán đầy trời. Hàn lập phất tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc cự kiếm bắn ngược về, lôi quang mặt ngoài biến mất hóa thành ba thanh phi kiếm màu xanh chui vào trong tay áo hắn. Nhưng sau một khắc, lam quang trong mắt hắn lóe lên, trong miệng khẽ di một tiếng, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, chui vào trong hắc khí. Ánh sáng màu xanh rất nhanh cuốn ngược về, bao lấy bên trong một viên châu màu xanh lá cây, kéo đến trước người hắn. Viên châu màu xanh lá cây này to cỡ nắm tay, mặt ngoài hiện ra một tầng quang mang xanh biếc sáng long lanh, thoạt nhìn rất giống linh thạch mộc thuộc tính, chẳng qua vật ấy tản mát ra một cỗ dao động nguyên khí cực kỳ âm hàn, khác hoàn toàn với linh thạch mộc thuộc tính. Đây là cái gì, chẳng lẽ là yêu hạch? Hàn lập đánh giá viên cầu vài lần, trong miệng lẩm bẩm nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, trong đầu hiện ra cảnh năm đó lúc còn ở nhân giới thu được hồn thạch ở âm minh chi địa. Viên châu màu xanh lá này phát ra khí thức tương tự với hồn thạch lúc trước, chẳng qua khí thức viên châu này cường đại gấp trăm ngàn lần. Hàn lập lật tay thu viên châu màu xanh lá này vào, ánh mắt nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ do dự. Lạc phách kinh phong này có vài phần tương tự với âm minh chi địa năm đó, ngoài ra còn có viên châu màu xanh lá này, chẳng lẽ giữa hai nơi này có quan hệ gì sao? Hàn lập suy nghĩ một lát, rất nhanh lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh. Hôm nay còn không rảnh quan tâm những thứ này, rời khỏi chỗ vòng xoáy này mới là việc cấp bách. Lực xé rách ở chỗ sâu trong vòng xoáy này tuy rằng thật lớn, nhưng vẫn không thể nào tạo thành tổn thương lớn đối với thân thể hắn. Chẳng qua cỗ hấp lực ở nơi này mạnh như thế, muốn rời khỏi thì có chút phiền phức. Hàn Lập trầm ngâm một lát, bỗng nhiên quát một tiếng, ánh sáng màu xanh trên người đại phóng, trong đó đồng thời hiện ra từng đạo kim sắc điện mang. Thân hình Hàn uốn éo hóa thành một đạo độn quang, bay về phía bên ngoài vòng xoáy. Uynh uynh rầm rầm, vừa bay cách trung tâm vòng xoáy một đoạn, đột nhiên phong bạo chung quanh lớn lên, so với trung tâm vòng xoáy càng mạnh hơn. Hàn lập cảm giác không khí bốn phía siết chặt, tiếp theo thân thể không tự chủ bị cổ gió lốc này quét tới dựng lên. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thúc giục pháp quyết, độn quang trên người sáng lên, cũng không cưỡng ép lại phong bạo chi lực, mà nương theo chuyển động của vòng xoáy, hướng phía bên ngoài bay đi. Sau một lát, ngay chỗ rìa vòng xoáy khổng lồ có hắc vụ cuồn cuộn, một bóng người từ bên trong bắn ra, hiện ra thân ảnh hàn lập. Sắc mặt hắn tái nhợt, cũng không có lập tức dừng lại, mà bay về phía trước một khoảng, sau đó mới ngừng lại thở ra một hơi. Uy lực vòng xoáy khổng lồ này lớn hơn một chút so với hắn tưởng tượng, làm cho hắn tiêu hao không ít tiên linh lực mới thoát khốn được. Hàn lập lật tay lấy ra một quả đan dược khôi phục linh lực ăn vào, sau đó xích quang trên người lập lè một hồi, khôi phục tướng mạo ban đầu. Hắn thu lại mặt nạ, ánh sáng màu xanh trên người đậm đặc lên, tiếp tục phi độn về phía trước. Trong nháy mắt, hắn tiếp tục đi lại trong Vụ Hải màu đen được thêm mấy ngày. Bên trong Vụ Hải màu đen cũng không có nguy hiểm nào khác, chẳng qua thỉnh thoảng lại gặp vòng xoáy khổng lồ quỷ dị lúc như trước. Những vòng xoáy này có lớn có nhỏ, nhưng đại đa số đều lớn hơn so với lần đầu hắn gặp, thậm chí lớn hơn gấp mấy lần, trong đó phát ra hấp lực cực mạnh, làm cho hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà khi gặp một ít vòng xoáy nhỏ, hắn thuận tay chém giết âm thú chiếm giữ trong đó, lại đạt được không ít viên châu màu xanh lá. Uy uinh rầm rầm một tiếng vang thật lớn, trong lúc Hàn Lập đang bay về phía trước, vụ hải phía sau đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt. Thân hình hắn dừng lại, đồng thời hai mắt lóe lên lam mang, nhưng ngay sau đó ánh sáng màu xanh trên người hắn đại phóng, vội vàng bay về một hướng khác. Ngay lúc hắn vừa mới bay ra không xa, vụ hải phía sau cuồn cuộn xẹt qua một vòng xoáy thật lớn, tiếp theo biến mất trong vụ hải hàn lập thấy vậy dừng lại một lát sau đó tiếp tục bay về phía trước những ngày qua dần dần hắn đã thăm dò được phương pháp tránh né những vòng xoáy này trở nên thành thạo hơn vừa mới bay ra không xa trong sương mù phía trước chợt truyền đến một âm thanh lạ sóng gió nổi lên cuồn cuộn sắc mặt hàn lập lạnh lùng không nói hai lời một tay phất lên trên người vang lên một âm thanh thanh minh một phi kiếm màu xanh từ trong tay hắn phóng tới nhanh như điện đón gió nhoáng một cái hóa thành một cửa kiếm lớn hơn trăm trượng ánh sáng màu xanh tỏa ra chói mắt, chém vào sương mù cuồn cuộn phía trước. Cự kiếm vừa chui vào sương mù thì một tiếng nổ mạnh từ bên trong truyền ra. Cự kiếm màu xanh từ trong bắn ngược ra, hơn nữa ánh sáng màu xanh mặt ngoài thoáng có chút tán loạn. Một cỗ man lực tràn trề từ trên cự kiếm cách không truyền đến, thân hình Hàn Lập chấn động một cái, không tự chủ lui về sau một bước, đồng thời tay áo vung lên. Siêu siêu siêu, hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, ánh sáng màu xanh lóe lên rồi tăng vọt, hóa thành cự kiếm trăm trượng hung hăng chém vào phía trong sương mù. Tuy Hàn Lập không nhìn thấy hình dáng đối phương, nhưng trong lòng biết rõ lần này thực lực âm thú vượt xa so với trước đây. Uinh uinh rầm rầm, từng đạo thanh sắc kiếm khí bắn đến sương mù phía trước, lập tức sương mù cuồn cuộn kịch liệt. Một thanh âm thật lớn vang lên, hơn người chuôi cự kiếm màu xanh lần nữa bắn ngược trở về. Hơn nữa trên lưới kiếm của mỗi chuôi cự kiếm đều bao bọc một tầng băng tinh màu đen dày đặc, kiếm quang tản mát ra cũng mở đi không ít chương 390, đầu quỷ to lớn. Hàn lập thấy vậy sắc mặt hơi đổi, tay điểm vào hư không một cái. Xoẹt xoẹt vài tiếng, bên ngoài mười mấy thanh cự kiếm màu xanh bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng lần nữa, thân kiếm chấn động mãnh liệt, lập tức chấn vỡ những băng tinh màu đen kia, thân kiếm khôi phục lại, tản mát ra thanh quang sáng ngời. Hàn lập không có tiếp tục phát động công kích, mà thân hình dừng lại giữa không chung, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, hắc vụ đầy trời phía trước bốc lên kịch liệt, một bóng đen từ trong đoàn xương mù bỗng nhiên bay ra, trong dây lát nhào tới trước người Hàn Lập. Không chỉ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà từ đầu tới cuối cũng không phát ra một tiếng động nào. Hàn Lập chưa kịp phản ứng thì một thanh tam cổ xoa khổng lồ từ trong hắc vụ thò ra, hung hăng đâm xuống đỉnh đầu hắn. Một cỗ uy áp khổng lồ trầm trọng như núi đánh xuống, làm cho Hàn Lập cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ không phải âm thú? Ý nghĩ trong đầu Hàn Lập lóe lên, không nói hai lời một tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Mười mấy thanh cự kiếm màu xanh ở quanh người đã được vận sức chờ phát động, lập tức bay lên đón đỡ, hình thành một võng kiếm vòng tròn trên đỉnh đầu. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, đan sen lập lè. Phanh một tiếng nổ mạnh rung trời, tam cổ xoa dùng thế vạn quân đâm vào phía trên võng kiếm, làm mười mấy chuôi cự kiếm rung động lắc lư kịch liệt, khó khăn lắm mới hình thành võng kiếm liền muốn tán loạn ra. suy suy thanh âm đại tác, từng đạo tịch tà thần lôi từ trên thân kiếm thoát ra, nhào nhào đánh lên phía trên tam cổ xoa, tuy xua tán đi không ít hắc vụ lượn lở phía trên, nhưng tam cổ xoa lại không nhúc nhích tí nào. Hàn lập quát một tiếng, tính bấm niệm pháp quyết lần nữa. Bỗng nhiên tam cổ xoa run lên, tiếp theo ba cỗ hắc diễm đen như mực từ mũi xoa tuôn ra mãnh liệt, trong khoảnh khắc bao vây võng kiếm vào trong đó, tản mát ra một cỗ khí tức cực hàn. Những nơi đi qua, lập tức trên tất cả cửa kiếm màu xanh hiện ra băng tinh màu đen lần nữa, hồ quang điện màu vàng phía trên cũng bị băng tinh đóng băng ở trong đó, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hàn lập biến sắc, kết quả tam cổ xoa động một cái mãnh liệt, theo đó một tiếng nổ vang ầm ầm, võng kiếm lập tức tan vỡ, mười mấy thanh cửa kiếm màu xanh bị chấn bay ra bốn phía. Tam cổ xoa không ngừng chút nào, tiếp tục hung hăng đâm xuống hàn lập, tốc độ nhanh như xét đánh, trong chớp mắt đã tới gần trong gang tắc. Phía trên hỏa diễm màu đen bộc phát ra, hừng hực thiêu đốt, lóe lên ngưng tụ thành một đầu rồng màu đen khổng lồ to cỡ căn phòng, miệng lớn há ra cắn xuống Hàn Lập. Hết thảy phát sinh với tốc độ ánh sáng, Hàn Lập muốn tránh né đã gần như không kịp. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn quát một tiếng, ngay ngực bụng hiện ra 18 quang điểm ngôi sao, đồng thời huy động xong quyền hung hăng đánh về phía trước. Hai đoàn quyền ảnh tinh quang to cỡ mấy trượng lăng không phóng lên trời, va chạm ầm ầm với tam cổ xoa. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên, tinh quang và màu đen đan xen vào nhau làm hư không phụ cận rung động lắc lư một hồi. Hàn Lập cảm thấy thân thể đại chấn, mượn lực bay ngược ra phía sau trăm trượng mới đứng vững. Hắn nhìn lại phát hiện hắc diễm biến thành đầu rồng khổng lồ cũng vỡ tan ra, hiện ra tam cổ xoa đang lơ lửng giữa không trung. Tựa hồ đoàn bóng đen thúc giục tam cổ xoa kia cũng bị man lực áp chế, lắc lư một cái. Hàn Lập hít sâu một hơi, áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể thấy rõ trong bóng đen là tồn tại gì, nhưng kỳ thật rất mạnh, chỉ sợ không yêu hơn chút nào so với những tu sĩ kim tiên mà hắn đã gặp trước kia. Lại nói tiếp, một mình hắn lẻn vào lạc phách kinh phong đến nay, cũng không biết mình đã đi xa bao nhiêu, dọc đường tuy gặp nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không có chân chính uy hiếp được hắn cho đến khi gặp bóng đen trước mắt này. Thậm chí hắn cảm thấy nơi đây được đồn là nếu kim tiên gặp cũng phải kính nhi viễn chi, có chút nói quá sự thật. Đang cân nhắc, chung quanh bóng đen phía xa cuồn cuộn hắc vụ, tiến tới gần lần nữa. Hàn lập đã sớm sở liệu, bên ngoài thân hiện lên thanh quang sen lẫn từng đạo hồ quang điện màu vàng bắn ngược lui sau nhanh như tên bắn mặc dù tốc độ hắn cực nhanh thế nhưng bóng đen còn nhanh hơn thoáng như ma quỷ nhanh chóng kéo gần khoảng cách song phương hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết trong cơ thể vang lên một tiếng hú sắc nhọn từng chuôi phi kiếm màu xanh từ thân thể bắn ra hội tụ lại một chỗ trong dây lát hóa thành một quang đoàn màu xanh chắn trước người mười mấy thanh cự kiếm màu xanh bị băng tinh màu đen đóng băng lúc trước cũng làm vỡ nát băng tinh bên ngoài bay vụt về, dung nhập vào trong quang đoàn màu xanh. Quang đoàn màu xanh quay tròn hóa thành một tòa kiếm liên màu xanh lớn gần một mẫu. Bóng đen hơi động một chút, bên ngoài hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu đen, thiêu đốt hừng hực, lập tức hóa thành một đầu quỷ to lớn mặt xanh nhanh vàng, hai mắt huyết hồng, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Sau đó, tốc độ hóa thân đầu quỷ đột nhiên tăng nhiều, sau mấy hơi thở đã chạy tới. Hàn Lập nhíu mày, tay thúc dục kiếm quyết, cánh sen trên kiếm liên màu xanh nở rộ toàn bộ đột nhiên hào quang tản mát ra đại thịnh, từng đạo kiếm khí màu xanh to lớn hiển hiện ra, đồng thời phía trên hiện ra hồ quang điện màu vàng, chính là tịch tà thần lôi, nhao nhao chém về phía đầu quỷ như mưa. Một màn xuất hiện làm cho Hàn Lập kinh hãi, kiếm khí màu xanh trộn lẫn tịch tà thần lôi rơi vào đầu quỷ bên trong hắc vụ, phảng phất như châu đất xuống biển, ngoại trừ làm cho hắc vụ cuồn cuộn thêm kịch liệt, tựa hồ không làm tổn thương chút nào. Đầu quỷ to lớn vươn ra mãnh liệt, lập tức miệng lớn há rộng, phát ra một tiếng gào cực lớn. Từ trong tiếng gào tuôn ra từng vòng sóng âm màu đen cuồn cuộn, phản phất vô số âm phù nhảy lên bao bọc kiếm liên màu xanh vào trong. Kiếm liên màu xanh run rẩy kịch liệt một hồi, lập tức vỡ vụn ra như đồ sứ bị vỡ, lần nữa biến thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, ngã trái ngã phải rơi xuống. Hàn Lập bị bao phủ bên trong, toàn thân không tự chủ được run lên, lục phủ ngũ tạng phản phất như có vô số cây đao quấy động. Không chỉ thân thể, thần hồn của hắn cũng rung động lắc lư một hồi. Hàn Lập kêu lên một tiếng buồn bực đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong nội tâm thoáng cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Bên trong sóng âm màu đen này ẩn chứa một loại năng lượng cổ quái, nếu hắn không tu thành chân cực chi khu, thân thể mạnh mẽ, đổi lại là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ bình thường, giờ phút này ngũ tạng đã sớm nát bấy, cốt nhục thành bùn rồi. Giống, đầu quỷ to lớn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng lóe lên hắc quang, chuôi tam cổ xoa kia lại lóe lên, mũi xoa đại phóng hắc quang. Theo đó một âm thanh bén nhọn chói tai phát ra, ba đạo hắc mang cực nhỏ từ mũi xoa bắn ra như điện, lóe lên chui vào trong hư không biến mất không thấy bóng dáng. Trong nội tâm Hàn Lập dùng mình, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người đột nhiên hiện ra mảng lớn kim quang, chân ngôn bảo luân sau lưng lóe lên hiện ra. Bảo luân chuyển động nhanh chóng, gợn sóng màu vàng từ đó phát ra cuồn cuộn, khuếch tán ra chung quanh. Chẳng qua hôm nay thời gian đạo văn trên bảo luân chỉ có vẹn vẹn mười mấy đoàn sáng lên, cho nên gợn sóng màu vàng nhìn có chút mỏng manh gợn sóng màu vàng vừa mới xuất hiện, hư không cách phía trước người Hàn Lập không xa run lên, tiếp theo ba đạo hắc ti xuất hiện, đâm tới lồng ngực của hắn nhanh vô cùng. Tuy gợn sóng màu vàng làm cho tốc độ hắc ti đại giảm, nhưng vẫn nhanh như thiểm điện. Mặc dù Hàn Lập kiệt lực trốn tránh, nhưng tốc độ hắc ti quá nhanh, vẫn bị đâm trúng bả vai, mở ra một lỗ hổng thật nhỏ. Điều quỷ dị là, ngay miệng vết thương không có một giọt máu nào chảy ra, thay vào đó là từng sợi hắc khí lượn lờ. Hàn Lập không nói hai lời khẽ vẫy tay, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm gần đó phóng trở về hung hăng chảm lên bờ vai gọt sạch một mảng lớn da thịt ngay miệng vết thương và xung quanh kết quả da thịt vừa mới ly thể những hắc khí kia đột nhiên hóa thành hỏa diễm màu đen bốc cháy lên rào rạt trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn hàn lập thấy vậy sắc mặt khó coi vô cùng vừa rồi nếu hắn chậm một chút chỉ sợ cũng không chỉ bị tổn thương da thịt ít như vậy một kích không trúng quanh thân đầu quỷ to lớn hiện lên hắc diễm cuồn cuộn tựa hồ lại muốn thi triển thủ đoạn công kích nào đó hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết mãnh liệt toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm bên cạnh nở rộ hào quang lần nữa từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to hiển hiện ra đan sen quấn quanh biến thành lưới điện màu vàng thật lớn chắn ngang phía trước đầu quỷ to lớn nhưng vào lúc này bên trong hắc phụ bao bọc đầu quỷ bỗng nhiên bay ra mười mấy xúc tu khổng lồ điên cuồng quét đến lưới điện màu vàng phía trước kết quả những xúc tu này vừa mới chạm đến lưới điện màu vàng liền nhao nhao tư tư một tiếng biến thành từng cỗ khói đen đầu quỷ gào thét liên tục trong thời gian ngắn không cách nào đột phá được. Trong nội tâm Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lần này hắn phóng thích toàn bộ tịch tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm ra ngoài, cuối cùng có thể tạm thời ngăn cản được đối phương. Đang cân nhắc, hắn phất một tay lên, thu toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm vào trong tay áo, tiếp theo toàn thân ở hư không lóe lên ngân quang, thình lình hóa thành một cự cầm màu bạc, khắp nơi trên người nhúc nhích hồ quang điện màu bạc. Chính là biến thân lôi bằng trong 12 loại kinh chập biến. Lôi bằng vừa mới hiện thân, hai cánh đột nhiên mở ra, thanh âm sét đánh nổi lên, lại có một đôi cánh óng ánh ở phần lưng hiển hiện ra, chính là phong lôi xí. Bốn cái cánh đồng thời mở ra, lôi quang trên thân hàn lập đại thịnh, lập tức biến mất vô tung. Khắp nơi lạc phách kinh phong đều có không ít nguy hiểm khó biết, nguyên bản hắn không dám tùy ý thi triển lôi độn thuật, nhưng lúc này đối mặt với đối thủ lợi hại không thể địch, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải bất chấp. Trong miệng đầu quỷ to lớn gầm lên giận dữ, hai mắt lóe lên hồng mang, lập tức sương mù màu đen chung quanh cuồn cuộn hội tụ lại hắc diễm quanh người phóng đại mãnh liệt hỏa diễm cuồn cuộn một cái thình lình đầu quỷ to lớn từ chỗ này lăng không biến mất một chỗ nào đó ở lạc phách kinh phong lôi quang lóe lên thân ảnh lôi bằng hiện ra kết quả hắn vừa mới thở nhẹ ra hư không không xa sau lưng mơ hồ một cái hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu đen sau đó đầu quỷ to lớn thình lình lăng không hiện ra đầu quỷ vừa xuất hiện lập tức há lớn miệng ra suy 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 Ba đạo hắc ti bắn ra lần nữa, phóng tới lôi bằng với tốc độ kinh người. Đồng tử lôi bằng co rụt lại, thân thể nhoáng một cái mãnh liệt, hóa thành một đạo điện quang màu bạc bắn về phía trước, khó khăn lắm mới tránh được hắc ti. Tiếp theo lôi quang màu bạc lóe lên, thân ảnh lôi bằng biến mất lần nữa. Đầu quỷ to lớn phát ra tiếng cười kiệt kiệt, hỏa diễm màu đen quanh người nhoáng lên, cũng biến mất lần nữa. Trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập và đầu quỷ to lớn truy đuổi nhau trong lạc phách kinh phong bất luận Hàn Lập gia tăng khoảng cách truyền tống lôi độn thuật thế nào, thậm chí thi triển lôi quang pháp trận, nhưng đầu quỷ to lớn này lại giống như giỏi trong xương, gắt gao bám giết đằng sau, căn bản không cách nào thoát được. Chương 391, xuất thủ tương trợ. Không biết qua bao lâu, một chỗ trong hư không lạc phách kinh phong, ngân sắc lôi quang lóe lên, thân ảnh lôi bằng hiện ra. So với lúc đầu, ngân sắc hồ quang lượn lờ trên người đã giảm hơn phân nửa. Nhưng hai cánh lôi bằng bỗng nhiên vung lên, ngân sắc lôi quang trên người lóe lên, biến thành dạng hình người lại. Nhưng vào lúc này, hư không cách nơi này ngàn trượng run lên bần bật, tiếp theo mảng lớn hỏa diễm màu đen từ trong xì ra, theo đó đầu quỷ cực lớn hiện ra. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục trốn như vậy cũng không phải biện pháp, tuy không muốn dùng đòn sát thủ là giải đạo nhân, nhưng lúc này hắn đã không còn biện pháp nào khác. Đang cân nhắc, trên người hắn hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện, lập tức giải đạo nhân trong cơ thể dục dịch. Quỷ đầu cực lớn dường như cũng ý thức được cái gì, động tác hơi chậm lại, hai mắt mơ hồ hiện lên một tia ngưng trọng. Vào thời khắc này, sương mù màu đen sau lưng nó bỗng nhiên cuồn cuộn, một đoàn hoàng mang trói mắt từ trong bắn tới nhanh như điện. Đoàn hoàng mang này to chừng vài chục trượng, xoay tròn phát ra âm thanh ô ô. Bên trong quang đoàn màu vàng mơ hồ có mấy thứ gì đó, chẳng qua hoàng mang này rất nồng đậm, trong đó tản mát ra chấn động cấm chế nào đó không cách nào nói rõ, nhưng cũng không phải là linh quang, từ bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong. Quang đoàn vừa mới xuất hiện, một đoàn xích quang khác từ trong phóng tới, bên trong có vô số phù văn màu đỏ lập lè. Phù văn màu đỏ cuồn cuộn hội tụ lại chính giữa, hóa thành một đạo tinh ti màu đỏ, nhanh chóng vô cùng lóe lên chui vào bên trong đầu quỷ cực lớn. Xung quanh đầu quỷ lượn lờ hỏa diễm màu đen, nhưng không cách nào ngăn cản tinh ti màu đỏ này. Tốc độ tinh ti màu đỏ cực nhanh, lúc này đầu quỷ cực lớn mới phản ứng quay đầu nhìn lại sau lưng. Vào thời khắc này, một thanh âm nổ vang cực lớn từ trong cơ thể đầu quỷ vang lên. Lập tức động tác đầu quỷ cứng đờ, hỏa diễm màu đen chung quanh cuồn cuộn kịch liệt. Lại một âm thanh thật lớn vang lên, một đạo hỏa trụ màu đỏ cự đại bỗng nhiên từ trong cơ thể đầu quỷ bộc phát nổ tung, giống như núi lửa phun trào phóng lên trời, một cỗ khí tức cực nóng vô cùng từ bên trong hỏa trụ truyền ra. Chung quanh đầu quỷ cực lớn cuồn cuộn hỏa diễm, sau mấy hơi thở toàn bộ đầu quỷ tan vỡ ầm ầm, biến thành mảng lớn hỏa diễm màu đen. Theo đó một tiếng kêu bén nhọn từ chỗ sâu trong hắc diễm truyền ra, một viên hắc ảnh từ trong bắn ra, cũng không để ý hàn lập và quang đoàn màu vàng kia, bay nhanh vào trong sâu vụ hải màu đen, trong nháy mắt biến mất vô tung. Trong mắt hàn lập lè lam mang, con mắt híp lại. Vừa rồi hắc quang chung quanh hắc ảnh mờ đi một chút, hắn mơ hồ nhìn thấy vật bên trong, đó là hình người, đầu lớn hơn không ít so với thường nhân, tay nắm một kiện binh khí, chính là cây tam cổ xoa trước đây. Chỉ tiếc hắc ảnh lóe lên biến mất phía xa, hắn cũng không thấy rõ. hàn lập thu hồi ánh mắt nhìn về phía quang đoàn màu vàng kia, thân hình lui về sau một khoảng, đồng thời tay bấm niệm pháp quyết phung lên, bảy miếng tinh hoàn từ trong cơ thể bắn ra, đúng là thất diệu tinh hoàn. bảy miếng tinh hoàn lơ lửng chung quanh người hắn, tạo thành một cái tinh trận. tinh quang trói mắt từ bảy miếng tinh hoàn nổi lên, kết nối với nhau, hình thành một cái kết giới tinh quang. tuy quang đoàn màu vàng này trợ giúp hắn đánh lui bóng đen kia nhưng tự nhiên hắn sẽ không ngây thơ cho rằng trợ giúp đó là vì mình, đồng dạng cũng không dám khinh thường mảy may. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chăm chú, quang đoàn kia động một cái, vô số phù văn màu vàng ở trong đó hiện ra, quang đoàn lập tức tiêu tán, hiện ra một chiếc phi thuyền màu vàng. Phi thuyền này dài 4 năm trượng, hình dáng như rồng bay, tựa hồ toàn thân được chế tạo bởi một loại linh mộc màu vàng. Hai bên phía trước phi thuyền còn có thuyền thể, tất cả khảm nạm tinh thạch màu vàng sáng, to cỡ quả trứng gà phía trên lưu chuyển tia sáng màu vàng óng ánh tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc đặc thù không biết là bảo vật gì phía trên phi thuyền màu vàng có hai người đang đứng kề vai sát cánh người bên trái là một lão giả dâu tóc xám trắng mũi hửng đỏ bên hông treo lơ lửng một hồ lô rượu màu xanh chính là hô môn đạo nhân lão đeo sau lưng một cái bao màu vàng chứa một vật dài hơn một xích dường như cái bao này bố trí cấm chế có thể ngăn cách thần thức không cách nào dò xét bên trong là vật gì Người còn lại bên phải là một thiếu phụ đẫy đà mang một bộ trang phục mỏng màu trắng, chính là Vân Nghê. Hồ ngôn trưởng lão, Vân Nghe trưởng lão, Hàn Lập giật mình khẽ, cảm thấy nghẹn ngào nói ra. Ha ha, vừa rồi từ xa cảm ứng được nơi đây có người chém giết, liền tới đây xem thử, không thể tưởng được lại là tiểu tử ngươi. Hồ môn lão đạo cười ha ha nói, Vân Nghe ở bên cạnh lão cũng chỉ nhìn hắn gật đầu thăm hỏi, không nói gì. Ta cũng vậy, không thể tưởng được có thể gặp được hai vị ở chỗ này. Hàn Lập bay đến trước phi thuyền, tay bấm pháp quyết giải trừ kết giới tinh quang thất diệu tinh hoàn, cười nói. Hồ môn lão đạo được xem như là người quen thuộc nhất với hắn ở Trúc Long Đạo, hai người vừa là thầy vừa là bạn, giao tình coi như không tệ. Những năm này hắn cũng âm thầm chú ý tin tức hồ môn lão đạo, không thể tưởng được có thể gặp được ở chỗ này, trong nội tâm có loại cảm giác tha hương gặp cố nhân. Xem ra ta và người thật đúng là hữu duyên, hồ ngôn đạo nhân khẽ vuốt tròm dâu, cười nói vừa rồi đa tạ hô ngôn trưởng lão xuất thủ tương trợ đánh lùi bóng đen kia hàn lập nghiêm mặt chắp tay thi lễ một cái ta và ngươi cũng xem như có tương giao hôm nay bất quá tiện tay mà thôi không cần quá xem trọng lại nói tiểu tử ngươi như thế nào chọc phải âm mì kia vật ấy thật không đơn giản ngươi không bị nó thôn vệ thật đúng là cực kỳ may mắn hô ngôn đạo nhân khoát tay áo thần sắc nghiêm túc nói thì ra bóng đen kia gọi là âm mị, vật ấy xác thực lợi hại vô cùng hồ ngôn trưởng lão cũng biết lai lịch của nó. Hàn lập giật mình hỏi, đó gọi là âm nghị, chính là một loại quái vật bên trong phiến khu vực này, tuy rằng không cách nào phán đoán tu vi cụ thể, nhưng kim tiên bình thường gặp phải cũng khó tránh khỏi bị nó thôn phệ. Nhưng chỉ ở chỗ sâu nhất trong lạc phách kinh phong mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hồ ngôn đạo nhân thì thào, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hàn lập nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, đang tính hỏi thêm gì nữa, hồ ngôn đạo nhân lại mở miệng. Được rồi, không nói việc này nữa. Tuy âm mị này lợi hại, nhưng linh trí cũng không cao, lúc này nếu như đã rút đi, cũng sẽ không quay trở lại nữa. Vậy là tốt rồi, nếu không may mắn gặp được nhị vị trưởng lão, chỉ sợ hôm nay phải nuốt hận ở chỗ này rồi. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ buông lỏng, gật đầu nói cảm ơn lần nữa. Hôm nay chúng ta đã thoát ly trúc long đạo, hai chữ trưởng lão này nên miễn đi. Hồ môn đạo nhân nhìn qua Vân Nghê, sau đó nhìn Hàn Lập nói: cũng tốt, Hàn Lập đáp, nhưng trong lòng khẽ động. Hôm nay hắn đã gia nhập luân hồi điện, hồ môn lão đạo hơn phân nửa cũng thế, song phương lại xem như đồng môn tiếp, chỉ có điều đây là việc bí mật, Hàn Lập cũng không có ý định nói ra. Đúng rồi, hôm nay lệ đạo hiếu ngươi cũng bị bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng, lại nói tiếp vẫn là ta làm liên lụy ngươi, nếu không phải năm đó chúng ta thường lui tới, ngươi cũng sẽ không bị bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng truy nã. Hồ môn đạo nhân chuyển chủ đề, có chút áy náy nói. Kỳ thật tại hạ bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng đuổi bắt, cũng không phải nguyên nhân vì ngươi. Ta và Bắc Hàn Tiên Cung vốn có mâu thuẫn khác, bọn hắn không muốn nói ra, nên khi treo giải thưởng mới nói như thế. Hàn Lập Hàm Hồ giải thích một câu, thì ra là thế, nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi lại tiêu sái hơn rất nhiều. Ô, tu vi của ngươi đã đến chân tiên đỉnh phong, tiến triển nhanh như vậy, khó trách có thể ngăn cản được âm mị kia. Hồ Môn Đạo Nhân vừa cười vừa nói, thần sắc chợt thay đổi một chút, dò xét Hàn Lập, ồ nhẹ lên một tiếng Vân nghe một mực đứng yên tĩnh ở một bên nghe hô môn lão đạo nói vậy cũng nhìn đánh giá hàn lập trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh dị may mắn đột phá mà thôi điểm tu vi ấy của tải hạ đối với nhị vị cũng không đáng nhắc tới ánh mắt hàn lập lóe lên lập tức cười nói năm đó lệ đạo hữu vẫn chỉ là chân tiên sơ kỳ lúc này mới mấy trăm năm đã đột phá đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong tốc độ tu luyện như thế chớ nói chúc long đạo ngay cả bắc hàn tiên vực lão đạo cũng chưa từng nghe nói qua thần sắc hô ngôn đạo nhân vẫn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi hô môn tiền bối khen nhầm như thế tại hạ thật sự xấu hổ không dám nhận chẳng qua trước đây ít năm có chút cơ duyên tạo hóa ngẫu nhiên nhận được một ít đan dược lúc này tu vi tiến triển mới nhanh một chút hàn lập cười khổ trong lòng hàm hồ nói a thì ra là như thế nếu có đan dược thích hợp thì xác thực tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần hô ngôn đạo nhân giật mình khẽ gật đầu nói hàn lập thấy vậy trong nội tâm thở ra một hơi có trường thiên bình trong tay tuy rằng hắn có thể tăng lên tu vi cực nhanh nhưng cũng sẽ có một loạt vấn đề cần giải thích thỏa đáng mới được đúng rồi nhị vị sao lại ở chỗ này hàn lập không muốn nói nhiều việc này chuyển chủ để hỏi năm đó chúng ta may mắn trốn được từ trúc long đạo vì tránh né bắc hàn tiên cung đuổi bắt những năm này một mực mai danh ẩn tích khắp nơi lần này vì một chuyện quan trọng cần phải xử lý nên tiến về hắc phong hải vực một chuyến kết quả truyền tống trận kết nối hải vực đóng cửa, chúng ta đành phải đi ngang qua lạc phách kinh phong này rồi. Hồ ngôn đạo nhân giải thích nói, thì ra là thế, Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Vì sao lệ đạo hiếu cũng ở chỗ này, chẳng lẽ là từ hắc phong hải vực đến đây? Vân nghe chợt hỏi, Vân nghe tiền bối mắt sáng như đuốc, không sai, tại hạ chính là đến từ nơi ấy, hôm nay hắc phong hải vực quả thật có chút rối loạn. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, cũng không giấu giếm cái gì, gật đầu nói hai người hô môn đạo nhân nghe vậy liếc nhìn nhau trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng hàn lập nhìn thấy thần sắc trong mắt hai người hai người trong nội tâm khẽ động hắc phong hải vực là chỗ vắng vẻ tại sao lệ đạo hữu lại ở chỗ này vân nghe tiếp tục hỏi kỳ thật trước khi tại hạ gia nhập trúc long đạo đã từng ở tại hắc phong hải vực một đoạn thời gian lần này rời khỏi trúc long đạo bị tiên cung đuổi bắt không dám dừng lại ở nơi phồn hoa đành phải đi tới nơi hải vực hoang vắng này tránh né cũng an ổn được mấy trăm năm Chẳng qua hiện tại trong hải vực phân tranh không ngừng, càng có một ít biến cố khác, không thích hợp yên tĩnh tu luyện, ta liền định rời khỏi. Bởi vì truyền tống trận bị phong bế, nên đành phải đi xuyên qua lạc phách kinh phong này, bất quá bây giờ xem lại thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Hàn lập thở dài, có chút tự diễu nói, không biết hắc phong hải vực xảy ra biến cố gì, ánh mắt hô ngôn đạo nhân lóe lên, tiếp tục hỏi. chương 392, tiên phủ lâm thế, trong lúc nói chuyện hô ngôn đạo nhân vung ra một đạo hồng quang bay tới trước người Hàn Lập lơ lửng ở đó mà không hề nhúc nhích. Hai mắt Hàn Lập nheo lại, chỉ thấy bên trong hồng quang là một cái bình ngọc màu vàng nhạt, mơ hồ tản mát ra mùi thuốc thấm sâu vào lòng người. Đây là bình lục hợp huyền đan, không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể có trợ giúp khôi phục phần lớn nguyên khí. Lần này ngươi cố sức vượt lạc phách kinh phong, lại gặp âm nghị, nguyên khí tổn thương không nhỏ, dùng là rất phù hợp. Hồ ngôn đạo nhân chậm rãi nói hồ ngôn tiền bối làm vậy là khách khí rồi, không cần phải nói chính là mới vừa rồi, nhị vị kịp thời tương trợ, tại hạ còn chưa báo đáp, trả lời các vị một hai vấn đề sao có thể thu vật gì làm thù lao được. Hàn lập lắc đầu, vất tay đẩy bình ngọc trở lại. Hồ ngôn đạo nhân thấy vậy, cũng không nói gì thêm, trở tay đem bình ngọc thu vào. Hàn lập hơi dừng lại, lúc này liền đem đại thể tình huống hải vực Hắc Phong hiện tại biết được nói một lần, thậm chí cả tình huống người của Bắc Hàn Tiên Cung xuất hiện ở đảo Hắc Phong cũng nói với hai người. Tuy nhiên, việc chính mình gia nhập luân hồi điện có liên quan đến bí mật của bản thân tự nhiên cũng không nói đến. Tuy hắn âm thầm suy đoán hồ ngôn lão đạo cũng là người của luân hồi điện nhưng dù sao đối phương cũng không có thừa nhận qua. Hồ ngôn đạo nhân và vân nghe nghe vậy, ánh mắt chấp chấp không yên, thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, không biết suy nghĩ điều gì nhưng thần sắc cũng không có gì ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có chủ ý rồi. Xem thần tình nhị vị tựa hồ đối với dị biến của hải vực Hắc Phong, cả việc của người Bắc Hàn tiên cung xuất hiện ở nơi này cũng không có gì là bất ngờ đấy. Hàn lập nói xong, liếc mắt nhìn hai người, cười nói. Hồ môn đạo nhân nghe vậy, lông mày hơi cao lại, còn vân nghe thì liếc mắt nhìn lão đạo. Bầu không khí trong chốc lát trầm mặc lại, nếu hai vị tiền bối không tiện trả lời, coi như lời tại hạ vừa nói không có đi. Hàn lập cười nhạt, nói, ha ha, lệ đạo hữu thẳng thắn nói chuyện như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Hồ môn đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi mở miệng cười nói, hô ngôn đôi mi thanh tú của Vân nghe hơi nhíu lại, nàng vội hô, không sao cả, lệ đạo hữu cũng không phải người ngoài, mà việc này nói không chừng còn cần lệ đạo hữu hỗ trợ. hô ngôn đạo nhân khoát tay chặn lại, tựa như có thầm ý nói, Vân nghe nghe vậy ngẩn ra, cũng không nói thêm gì nữa. hô ngôn tiền bối nói thế là có ý gì? nếu như có điều gì bí mật khó nói thì không cần phải nói. hai hàng lông mày hàn lập cao lại hiện tại hắn chuyên tâm không muốn đếm xỉa đến việc gì, không muốn bị cuốn vào bên trong chuyện phiền toái gì. Lệ đạo hữu không cần vội vã nói thế, trước hết không ngại nghe ta nói hết lời chứ. Việc này đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một đại cơ duyên. Hồ ngôn đạo nhân hơi mang theo mấy phần thần bí nói. Mời tiền bối nói, ý niệm trong lòng vừa chuyển, hàn lập nói. Vấn đề người mới vừa rồi đề cập đến, mấy năm nay khắp nơi hải vực hắc phong dồn dập phát sinh các loại thiên tai, dị biến kỳ thực là có nguyên nhân. Nói ngắn gọn, nguyên nhân đại khái là do một tòa tiên phủ sắp xuất thế nên gây ra tình trạng linh mạch dung chuyển. Người của Bắc Hàn Tiên Cung tới đây kỳ thực cũng là vì tòa tiên phủ này. Không dối gạt lệ đạo hiếu, lần này chúng ta đi tới hải vực hắc phong cũng là vì việc này. Mặt hô ngôn đạo nhân ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe nói thế, thân thể chấn động, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những tin tức này dường như là sấm sét ở đáy lòng hắn nổ vang, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý một chút rồi nhưng vẫn bị rung động. Trong lòng Hàn Lập khiếp sợ, hắn hồi tưởng lại những việc nhìn thấy trước đây mà không thể giải thích thì lúc này rốt cục đã sáng tỏ hoàn toàn. Các cử động quái dị của Hắc Phong Đảo, Thành Vũ Đảo, rồi Bắc Hàn Tiên Cung đột nhiên xuất hiện thì ra đều có nguyên do bởi vì việc này. Thậm chí giao tam dồn hết tâm tư lôi kéo hắn vào luân hồi điện rồi dùng thù lao trọng hậu để hắn luyện chế hư nguyên đan chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan cùng với tiên phủ này ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng khôi phục lại thở nhẹ ra một hơi rồi rất nhanh ổn định tinh thần tiếp tục ngưng thần lắng nghe tòa tiên phủ này có tên là minh hàn tiên phủ là động phủ của một vị cao nhân tiền bối minh hàn tiên quân không biết bao nhiêu vạn năm trước đã để lại đến nay cụ thể đã qua bao nhiêu năm thì không thể kiểm chứng được chỉ là nghe nói vị tiên quân tiền bối này từng thi triển đại pháp lực đem tiên phủ phong ấn trong một cái khe trong hư không rồi sau đó liền biệt tích sau này thời gian cách mỗi vài vạn năm tòa tiên phủ này sẽ tự động xuất hiện ở một nơi nào đó tại bắc hàn tiên vực trong tiên phủ có vô số chân bảo gian dược công pháp tiên khí mỗi lần mở ra đều khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt có thể nói minh hàn tiên phủ là đệ nhất bảo tàng của bắc hàn tiên vực hồ ngôn đạo nhân tiếp tục nói lão vừa nói vừa bí mật quan sát thần sắc Hàn Lập. Chẳng qua phản ứng của Hàn Lập có chút ngoài dự liệu của hô môn đạo nhân, ngoài trừ ngay từ đầu có chút kinh ngạc, sau đó Thủy Trung rất là bình tĩnh. Minh Hàn tiên phủ, nghe quả không tệ, tiền bối vừa mới nói đến cơ duyên, chẳng lẽ là để cho ta theo hai vị cùng đi thăm dò tiên phủ này. Hàn Lập trầm mặc một chút, hỏi, không sai, cơ duyên như thế có thể gặp không thể cầu, lệ đạo hữu không phải không có hứng thú chứ. Hồ môn đạo nhân gật đầu, hỏi, nghe tiền bối vừa nói, minh hàn tiên phủ này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm số lần xuất thế cũng không ít mặc dù bên trong có chút bảo vật chỉ sợ cũng sớm bị lục soát lấy đi sạch sẽ rồi hàn lập không trả lời vấn đề của hô ngôn mà hỏi ngược lại một câu liên quan đến vấn đề này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng bên trong tiên phủ có cơ quan cấm chế trùng điệp muốn cướp đoạt bảo vật cũng không dễ dàng gì người có thực lực không đủ tùy tiện đi vào bị lưu lại vĩnh viễn trong đó cũng không phải là ít vật để lại đồng dạng lại trở thành một phần trúng bảo của tiên phủ. Trừ thứ đó ra, có người nói lần trước mở ra, còn có người phát hiện bên trong tiên phủ có động thiên khác, bên trong đó không biết có thiên đại cơ duyên gì. Hồ ngôn đạo nhân cười nói, Hàn Lập nghe vậy, cũng không có hưng phấn như hồ ngôn đạo nhân dự trù, ngược lại lần nữa trầm mặc xuống. Chứng kiến dáng vẻ này của Hàn Lập, hồ ngôn đạo nhân cũng không có mở miệng thúc giục, chỉ là cười híp mắt nhìn hắn. Đa tạ tiền bối đã mời, chẳng qua sông vào bí cảnh tiên phủ bậc này, Mặc dù có cơ duyên nhưng tất nhiên cũng kèm theo nguy hiểm cực đại. Tại hạ không tham dự, Hàn Lập trầm mặc trong khoảng khắc, rồi ngẩng đầu lên nói: "Hiện tại, việc quan trọng nhất của hắn là tìm kiếm phương pháp đột phá Kim Tiên, Minh Hàn Tiên phủ nghe thì mặc dù không tệ nhưng bên trong không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Quan trọng nhất là lần này Bắc Hàn Tiên cung cũng phái ra không ít người, trong đó có đủ tồn tại tu vi cao thâm Kim Tiên kỳ, nếu bị bọn chúng phát hiện ra thân phận của mình, sợ rằng cái tiên phủ này là nơi táng thân của mình rồi." lệ đạo hữu lo lắng ở bên trong tiên phủ gặp phải người của bắc hàn tiên cung đúng không hô môn đạo nhân tựa hồ khám phá ra tâm tư của hàn lập mở miệng hỏi tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ chân tiên nhỏ nhoi gặp phải người của bắc hàn tiên cung chỉ sợ không có sức chống cự hàn lập cũng không có phủ nhận gật đầu đáp hắn còn có lời không nói ra đó là hô môn đạo nhân và vân nghe cũng đều là người bị bắc hàn tiên cung truy sát theo hai người này tiến nhập minh hàn tiên phủ khả năng bị lộ còn lớn hơn nữa Kỳ thực ngươi căn bản đừng lo việc này, ta biết ngươi cũng gia nhập vô thường minh, mặt nạ vô thường vốn ẩn chứa công năng biến ảo cực kỳ huyền diệu, dù là tồn tại kim tiên cũng vô pháp đơn giản xem thấu. Nếu ba người chúng ta dùng nó biến ảo dung mạo, giả trang thành ba gã tán tu lẻn vào, người của Bắc Hàn Tiên cung cũng chưa chắc có thể khám phá ra thân phận của chúng ta. Hơn nữa mỗi lần Minh Hàn Tiên phủ xuất thế, thế lực tham gia đều rất nhiều. Lần này Thượng Lưu cung, Phục Lăng tông cũng đều phái người đến đây. Tuy Bắc Hàn Tiên Cung là thế lực lớn nhưng cũng chính là cái đích cho các bên khác hướng đến, xem ra cũng không thể phân ra bao nhiêu tâm lực đi đối phó những tán tu, chúng ta. Hồ Ngôn Đạo Nhân lắc đầu, nói với Hàn Lập, mặt nạ vô thường, tiền bối nói là, Thượng Lưu Cung và Phục Lăng Tông cũng phái người đến hải vực Hắc Phong. Mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên. Mỗi lần tiên phủ mở ra, Trúc Long Đạo trong Tam Đại Tông Môn chưa bao giờ vắng mặt. Hiện tại, Trúc Long Đạo gặp nạn nhưng hai tông kia không bị tác động gì bây giờ họ biết tin tiên phủ xuất thế tất nhiên sẽ phái người tới hải vực hắc phong mà bởi vì nguyên cớ trúc long đạo địch ý của hai đại tông môn này đối với bắc hàn tiên cung càng phát triển nói không chừng sẽ ở bên trong tiên phủ mà liên thủ hành động hồ ngôn đạo nhân còn nói thêm tiền bối nói là lần này đại bộ phận tâm tư của bắc hàn tiên cung chỉ sợ cũng là dùng để đối phó với bọn họ căn bản không chú ý đến chúng ta hàn lập hỏi không sai hồ ngôn đạo nhân gật đầu cười hàn lập sờ cầm một cái lâm vào trầm ngâm Hồ môn đạo nhân nói thế cũng có chút đạo lý, không đơn thuần là Thượng Lưu Cung và Phục Lăng Tông, còn có cả tử địch của Tiên Cung là Luân Hồi Điện nữa. Lúc trước giao Tam Thần Thần Bí Bí chỉ sợ cũng là đang chuẩn bị để tiến nhập Tiên phủ. Bắc Hàn Tiên Cung có nhiều địch nhân hoặc sáng hoặc tối như vậy, sợ rằng thật sự không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi rồi. Huống hồ bảo vật bên trong Tiên phủ rất nhiều, lấy tu vi người bây giờ nói không chừng có thể tìm được cơ duyên, đột phá bình cảnh, thành tựu kim tiên cũng không phải là không có khả năng hô môn đạo nhân chứng kiến hàn lập hình như có chút dao động tiếp tục khuyên nhủ bên trong tiên phủ có bảo vật có năng lực giúp đột phá kim tiên xin tiền bối chỉ điểm thêm hàn lập nghe vậy nhãn tình sáng lên lập tức hỏi cái này ta cũng chỉ nghe nói mà thôi mặc dù chỉ là đồn đại nhưng ta cảm thấy lời ấy cũng không phải là giả dù sao trong quá khứ đã từng có người ở bên trong tiên phủ tìm được một lò đan dừa cực phẩm có thể trợ giúp kim tiên kỳ tăng tiến tu vi hô môn đạo nhân hơi ngẩn ra nói Xem ra tiền bối biết không nhiều lắm về cái tiên phủ này. Bên trong phủ có lẽ có không ít bảo vật, nhưng mà tại hạ thực sự không muốn vì một vài thứ không đáng mà mạo hiểm đến tính mạng. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, kỳ thực ngươi nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý, bọn ta tu luyện chính là vạn kim chi khu, không thể đơn giản nhảy vào nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải công pháp ngươi tu luyện là chân môn hóa luân kinh sao? Hồ môn đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm, đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện mà hỏi, "Không sai." Hàn lập ngẩn ra, có chút không rõ hô ngôn đạo nhân nói thế là có ý gì, nhưng hắn vẫn vật đầu. Ha ha, tuy là người tu luyện môn công pháp này nhưng xem ra người cũng không rõ lắm về lai lịch của nó. Hô ngôn đạo nhân cười nói, kính mong hô ngôn tiền bối chỉ bảo. Hàn lập ngẩn ra, chắp tay nói, mặc dù chân ngôn hóa luân kinh là một trong tam đại công pháp chân phái của trúc long đạo nhưng cũng không phải là do truyền thừa mà có chính là từ nhiều năm trước Bách Lý Đạo Chủ đoạt được từ một môn phái có tên là chân ngôn môn mà có. Hô ngôn đạo nhân giải thích, chương 393, vòng vèo trở về. Đối với lời Hô ngôn đạo nhân, Hàn Lập chỉ gật đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không có gì kinh ngạc. Mặc dù nơi đây là chân tiên giới, tiên vực san sát nhau, chân tiên cao dài chỗ nào cũng có, nhưng cùng với các giới diện như nhân giới, linh giới không có bao nhiêu khác biệt. Việc tranh đấu chém giết giữa các tu sĩ không bao giờ chấm dứt, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tông môn bị diệt, sự tình cướp đoạt công pháp càng là không có gì là mới lạ. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, cũng không có mở nói tiếp, dù sao nếu hô ngôn nói đến đây hiển nhiên không phải chỉ là để nói rõ lai lịch của chân ngôn hóa luân kinh, hắn còn có vấn đề phía sau. Quả nhiên, sau khi hơi dừng lại một chút, hô ngôn đạo nhân lại nói tiếp. Đương nhiên loại chuyện như vậy không có gì đáng nói, ta chỉ muốn nói là môn chân ngôn hóa luân kinh này cũng không phải chỉ có ba tầng, Kỳ thực toàn bộ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tổng cộng có 9 tầng. Cái gì? Hàn Lập biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Mấy năm nay cùng với tu vi không ngừng tinh tiến, nhất là sau khi đạt đến Chân Tiên hậu kỳ đỉnh phong, quả thực hắn đã bắt đầu suy nghĩ đến sự tình công pháp tu luyện sau khi tiến giai Kim Tiên. Hắn đã từng bằng rất nhiều cách để nghe ngóng về công pháp có liên quan đến thời gian pháp tắc, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Ai có thể nghĩ công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh vẫn còn có phần tiếp theo? cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một thiên đại hảo sự. Đã như vậy, vì sao Bách Lý Tiền Bối ở trong Trúc Long Đạo chỉ đưa ra ba tầng công pháp trước, và đối ngoại cũng chỉ tuyên bố chân ngôn hóa luân kinh chỉ có ba tầng. Hàn Lập hít nhẹ một hơi, bình phục nỗi lòng, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ở toàn bộ chân tiên giới, công pháp liên quan đến thời gian pháp tắc cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên đã có thể nói là bí mật bất truyền. Công pháp chân ngôn hóa luân kinh chỉ có 3 tầng đã là một trong những công pháp chân phái của Trúc Long Đạo. Nếu để người ta biết công pháp này kỳ thực có 9 tầng, chỉ sợ không biết sẽ đưa đến bao nhiêu phiền toái lớn rồi. Hồ ngôn đạo nhân thở dài, chậm rãi nói, quả thực như vậy, Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu nói, đối với điều này hắn vô cùng đồng ý. Kỳ thực năm đó Bách Lý Đạo Chủ cũng không phải đoạt được toàn bộ công pháp này, chỉ lấy được 6 tầng mà thôi. Hiện giờ chúng đang ở trong tay ta, Hồ ngôn đạo nhân nói thêm tiền bối có lời gì xin hãy nói thẳng. Thân sắc trên mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng tiến nhập minh Hàn Tiên Phủ, giúp ta thu được một vật thì sau khi thành công, ta có thể có thể mang ba tầng công pháp sau truyền thụ cho ngươi. Hồ môn đạo nhân vừa cười vừa nói. Hàn Lập nghe vậy, sờ cầm một cái, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hồ môn đạo nhân đứng chắp tay, thoạt nhìn rất là thong dong tựa hồ không hề lo lắng lần này Hàn Lập sẽ cự tuyệt như trước nữa. Nếu như tất cả lời hô môn tiền bối đều là thật, tại hạ hắn sẽ khó không thể cân nhắc yêu cầu của người. Tuy nhiên, ta muốn xác nhận một chút trong tay tiền bối là có hay không có phần tiếp theo của công pháp chân ngôn hóa luân kinh. Sau một hồi lâu, Hàn Lập ngẩng đầu lên nói, hô ngôn đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, lập tức gật đầu, trở tay lấy ra một cái ngọc giản, phất tay bấm tay niệm thần chú hướng về phía ngọc giản điểm liên tiếp vài cái, sau đó đem ngọc giản ném về phía Hàn Lập. Không sai, quả nhiên là phần tiếp theo của công pháp chân ngôn hóa luân kinh. Hàn lập tiếp được ngọc giản, đưa thần thức dò vào trong đó, sau một lúc lâu, gật đầu nói. Bên trong ngọc giản cũng không nhiều nội dung, chỉ là mấy hàng khẩu quyết công pháp, chẳng qua là hắn đã tu luyện chân ngôn hóa luân kinh đến tầng thứ ba, tự nhiên có khả năng phân biệt, có thể nhìn ra đấy chính xác có phải là công pháp tầng thứ tư hay không. Ha ha, đã như vậy, chúng ta đến đây đã đạt thành ước định. Hồ môn đạo nhân cười ha ha nói, xin chờ một chút, trước khi đồng ý, ta còn có một nghi vấn muốn thỉnh giáo hai vị. Hàn lập chợt lên tiếng cắt đứt lời hô ngôn đạo nhân. Lệ đạo hữu cứ nói, đừng ngại, hô ngôn đạo nhân ngẩn ra, cũng không có tức giận, nói. Lệ mỗ chỉ là một tu sĩ chân tiên, thực lực thần thông tranh lệch cực xa so với nhị vị, coi như là tiến vào được thì cũng vô pháp trợ giúp hai vị được nhiều. Hô ngôn tiền bối tốn một cái giá lớn như vậy mời ta đồng hành hẳn là có nguyên nhân. Ta cần phải biết rõ ràng nguyên nhân này. Hàn Lập chăm chú nhìn hô ngôn đạo nhân, chậm rãi nói ra. Đối với vấn đề này, chính là ngươi không hỏi thì bọn ta cũng sẽ nói rõ. Ta vừa mới nói, lần này tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ là vì lấy một vật, trong quá trình này nếu có đạo hữu có thần thông chân ngôn bảo luân tương trợ, xác suất thành công sẽ tăng lên nhiều. Hô ngôn đạo nhân vừa cười vừa nói, nếu là đoạt bảo, tất nhiên tranh đoạt là không thể tránh khỏi, đến lúc đó chỉ sợ là nguy hiểm trùng trùng. Hàn Lập nhướng mày nói, nguy hiểm tự nhiên sẽ có, Tuy nhiên chân ngôn hóa luân kinh chân quý bực nào, người muốn có được tất nhiên phải mạo hiểm một chút. Dĩ nhiên là trong khả năng, hai người bọn ta sẽ tận lực hộ tống ngươi chu toàn. Sau khi liếc mắt nhìn Vân nghe, hồ ngôn đạo nhân cười nhạt nói. Hàn Lập nghe nói thế, chân mày không có buông lỏng, tựa hồ vẫn do dự. Như vậy đi, để tỏ thành ý, chỉ cần ngươi cùng theo ta tiến nhập tiên phủ, ta liền đưa công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ tư cho ngươi. Sau khi lấy được vật kia thì sẽ giao nốt cho ngươi hai tầng công pháp còn lại. Hồ ngôn đạo nhân nói, Hàn Lập nghe nói thế, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, sau khi hơi trầm ngâm thì tiếp tục im lặng, xem như là thầm chấp nhận việc này. Thế nào, lệ đạo hữu còn có vấn đề nào khác không? Hồ ngôn đạo nhân mỉm cười hỏi, không còn, Hàn Lập lắc đầu, tốt lắm, ta và người ước định đến đây đạt thành. Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Hồ ngôn cười to nói, tại hạ và tiền bối quen biết nhiều năm, đương nhiên tại hạ sẽ không hoài nghi về việc này. Hàn lập cười nhẹ, lệ đạo hiếu, mời lên phi chu đây đi, dù sao nơi đây cũng là bên trong lạc phách kinh phong, không thể ở lâu. Hồ ngôn đạo nhân thấy vậy, cười nói, hàn lập quan sát phi chu màu vàng, phi thân bay tới. Hồ ngôn đạo nhân vùng ra đạo pháp quyết, xung quanh phi chu màu vàng hiện ra linh văn sáng ngời, nhất là ba viên tinh thạch màu vàng kia càng sáng rực hào quang, bắn ra ba luồng hào quang sáng rực, lần nữa ngưng tụ thành một quang đoàn màu vàng bao bọc lấy phi chu. Quang đoàn quay tít một vòng, vô cùng nhanh chóng lao về phía trước. Quang đoàn màu vàng tản mát ra khí tức ba động đặc thù, tựa hồ khắc chế với lạc phách kinh phong, những nơi nó đi qua, âm phong hắc khí chung quanh tự động lùi về hai bên trái phải không có cách nào xâm nhập vào quang đoàn màu vàng một mảy may. Hàn lập ngồi trên phi chu, dĩ nhiên cũng không hề nghe thấy một chút âm phong bên ngoài gào thét, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc. Cái phi chu này không biết là loại bảo vơ gì, thoạt nhìn công hiệu giống như định phong châu, nhưng tác dụng thì cường đại hơn bội phần. Hẳn là hô ngôn đạo nhân và vân nghe đi qua lạc phách kinh phong cũng là bằng vào cái phi chu này. Vừa nghĩ tới đây, hắn quan sát tỉ mỉ phi chu màu vàng, nhất là ba viên tinh thạch màu vàng trên phi chu thì hắn nhìn đi nhìn lại mấy lần. Tinh thạch này là từ hài cốt tích tà thú biến thành. Vân nghe ở bên chú ý tới ánh mắt hàn lập liền giải thích. Tích tà thú, là loài kỳ thú theo lời đồn có thể xua cắt tị hung hàn lập có chút kinh ngạc hỏi hắn từng đọc qua trong cổ tịch loài tích tà thú này theo lời đồn nó là một loại kỳ thú trời sinh khắc chế tất cả âm hồn quỷ quái đại đại hữu danh ở chân tiên giới còn có một lời đồn nữa về con thú này có người nói ở bên con thú này có thể đuổi đi được vận rủi được hưởng an khát, do đó được xưng là thú mang điềm lành trước đây rất lâu trên tiên giới đã từng dậy sóng vì bùng phát việc săn bắt con thú này khiến cho sau này con tích tà thú càng trở nên thưa thớt, đến bây giờ gần như là tuyệt diệt. Tích tà thú có thể xua cắt tị hung hay không thì ta không biết nhưng con thú này chính là kỳ thú thuần dương. Hồ môn lấy hài cốt luyện chế thành phi chu này dùng để vượt qua lạc phách kinh phong. Vân nghe mỉm cười nói, thì ra là thế, hồ môn tiền bối thật là đại thủ bút. Đúng rồi, vân tiền bối, không biết bạch tố viện hiện tại như thế nào. Hàn lập gật đầu, lại hỏi, trước khi diễn ra đại hội giảng đạo, Viện Nhi cũng đã ly khai trúc long đạo rồi, hiện tại nàng tu luyện ở một địa phương an toàn. Đa tạ lệ đạo hữu quan tâm, Vân nghe nói, vậy là tốt rồi, Hàn Lập gật đầu, nhắc tới cô gái bạch tố viện này, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới đám người mộng thiền thiền từng đi theo mình, vì không muốn bại lộ thân phận, mấy năm nay hắn vẫn không liên hệ với bọn họ. Tuy nhiên, mỗi người đều có con đường của mình cần đi, đám người mộng thiền thiền ly khai sự che chở của hắn sẽ có thể đi theo con đường riêng của bản thân rồi. Hàn Lập âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều tới những thứ này nữa, nhắm mắt tu luyện. Ba ngày trôi đi trong chớp mắt, khoảng cách Hàn Lập dùng 10 ngày để bay qua nhưng khi cưỡi phi chu màu vàng này thì chỉ cần 3 ngày liền bay ra. Nơi này chính là Hải vực Hắc Phong, ba người đứng ở giữa không trung, nhìn hải vực phía trước, Hồ ngôn đạo nhân hít thở vị mặn và ẩm ướt của gió biển, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hải vực Hắc Phong chính là nơi biên thủy của Bắc Hàn Tiên vực, thiên địa linh khí mỏng manh, tất nhiên còn lâu mới có thể so sánh được với các địa phương khác lúc này chúng ta đang ở vùng giáp danh phía tây bắc của hải vực hắc phong đây là bản đồ của cả hải vực hắc phong hàn lập cười cười lấy ra hai khối ngọc giản bản đồ đưa cho hai người kia hô môn đạo nhân tiếp nhận ngọc giản thần thức dò vào trong đó tra xét một chút lông mày hơi cau nói diện tích của hải vực hắc phong này thật sự không nhỏ tuy hải vực hắc phong hẻo lánh nhưng nếu luận về diện tích thì đại lục nhỏ bình thường cũng không so được hàn lập gật đầu nói hô môn đạo nhân nhíu mày một cái rồi thu hồi ngọc giản sau đó vung tay lên, làm quang lóe lên trong tay, hiện ra một kiện đồ vật. Lại là một hỏa quyển màu xanh lam, phía trên vẽ phong cảnh sông núi, thoạt nhìn là một kiện linh bảo. Ô, đây là Minh Hàn Sơn Hà đồ." Hàn Lập khẽ ồ lên một tiếng, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào hỏa quyển màu xanh. "A, à, Lệ Đạo Hữu nhận ra vật này, lần này đổi thành hô môn đạo nhân có chút kinh ngạc. Trước đại hội giảng đạo tại trúc long đạo, ta từng tại một hội đấu giá bí mật thấy có người đấu giá vật này." chẳng qua lúc đó chỉ là một bức tàn đồ, bị người ra giá cao lấy đi. Chẳng lẽ người lấy được vật này chính là hô ngôn tiền bối? Hàn Lập nghĩ tới điều gì, hỏi. Trên hội đấu giá trước đại hội giảng đạo đã xuất hiện qua Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Lần đầu tiên ta nghe nói đến việc này, còn bản đồ này ta có được từ một chỗ khác, không định không phải là bộ ngươi thấy kia. Mặt hô ngôn đạo nhân lộ vẻ kinh ngạc, lão nói. Ồ, nói như thế là Minh Hàn Sơn Hà Đồ có hai bộ nghe tên thì chẳng lẽ bước đồ này có quan hệ cùng Minh Hàn Tiên Phủ? Hàn lập sờ cầm một cái, hỏi, không sai, muốn đi vào Minh Hàn Tiên Phủ, nhất định phải có cái Minh Hàn Sơn Hà đồ này, vật này có thể nói là chìa khóa. Theo ta được biết, bước đồ này có tổng cộng 8 bộ. Bắc Hàn Tiên Cung, Phục Lăng Tông, Thượng Lưu Cung, Trúc Long Đạo đều có một bộ, còn lại bốn bước khác lưu lạc bên ngoài, không biết tung tích. Bước người thấy trên hội đấu giá chắc là một trong số đó rồi. Hồ Ngôn Đạo Nhân Trầm Ngâm nói mươi 394, tạm chia tay, Hàn Lập nghe hô ngôn đạo nhân nói vậy, trong lòng bất giác giật mình. Không nghĩ tới bức minh Hàn Sơn Hà Đồ này lại có lai lịch như vậy, khó trách năm đó tại đấu giá hội nữ tu hồng bào thần bí không tiếc ra giá cực cao để lấy được vật ấy, chỉ không biết là rốt cuộc nàng này là thần thánh phương nào. Tiền bối vừa mới nói trong Trúc Long Đạo cũng có tàn đồ này. Chẳng lẽ, đang cân nhắc, Hàn Lập mở miệng hỏi, đúng vậy, nhưng hôm nay Trúc Long Đạo đã không còn minh Hàn Sơn Hà Đồ nữa rồi trước giờ bức họa này vẫn do Bách Lý Đạo Chủ bảo quản. Hôm nay Bách Lý Đạo Chủ với Lão Phu đã rời khỏi tông, tự nhiên cũng mang bức họa này theo. Hồ Ngôn Đạo Nhân cười hắc hắc, nói đến việc này, nhớ năm đó chúc lòng đạo ta hưng thỉnh cỡ nào, cùng với thương lưu cung, phục lăng tông chiếm đóng ba phương hùng mạnh, trên có 13 kim tiên đạo chủ, ngàn tên chân tiên tụ tập, thế lực phụ thuộc vô số kể, có địa vị ngang hàng với Bắc Hàn tiên cung. Nếu như bọn Âu Dương đạo chủ không cùng tiên cung nội ứng ngoại hợp, thế lực Bắc Hàn tiên cung cường thịnh trở lại, làm sao chúng ta ra nông nỗi này. Hàn lập lắc đầu, khẽ thở dài nói, hồ môn đạo nhân và vân nghe nghe vậy, thân sắc ảm đạm, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng việc này. Kỳ thật cái người thấy chỉ là bề ngoài mà thôi, tông môn sớm đã không còn như trước, giữa 13 kim tiên đạo chủ chia rẽ đã lâu, tranh đấu gay gắt vô số kể. Nếu không có bách lý đạo chủ tỏa chấn, sớm đã bị thương lưu cung, phục lăng tông bỏ xa lại đằng sau. Việc này không nên nhắc lại thì hơn, vẫn là nên nói chính sự a. À. Hồ môn đạo nhân cười lạnh vài tiếng, không muốn nói nhiều việc này nữa. Lão dừng lại một chút, bờ môi mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, hai tay mười ngón biến hóa như sa luân bàn, từng đạo lam quang từ trong tay bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh pháp trận hình dáng trận đàn hình tròn, tản mát ra trận trận lam mang chói mắt. Hồ ngôn đạo nhân vung tay lên, Minh Hàn Sơn Hà Đồ trong tay hóa thành một đạo lam quang bắn ra, lóe lên rơi vào giữa trận pháp. O o n g lập tức phía trên hỏa quyển màu lam hiện ra lam quang lập lòe, từng tia từng sợi như mây như sương, một cỗ khí tức cực hàn mãnh liệt từ đó lan ra, không khí chung quanh chợt hạ xuống nhanh chóng. Hầu như trong khoảnh khắc, mặt biển trong phạm vi mấy chục dặm triệt để đông lại, giữa không trung hiện ra từng mảnh bông tuyết, theo gió rơi xuống, tựa hồ toàn bộ thế giới thoáng cái rơi vào nơi cực hàn. Hàn lập giật mình một cái, lập tức khôi phục lại. Tuy hàn khí này lợi hại, bất quá còn chưa đủ để tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn. Minh Hàn Sơn Hà Đồ lơ lửng chính giữa trận pháp, màu lam pháp trận đại phóng, vận chuyển ông ông. Cả hai hô ứng lẫn nhau, giữa không trung tản ra lam quang quấn quanh vào nhau, thoát ẩn thoát hiện, tựa hồ đang cảm ứng gì đó. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, bất quá thần tình hô ngôn đạo nhân đang nghiêm túc nên cũng không có lên tiếng quấy dày. Về phần vân nghe, hắn cũng không thân thuộc với nàng, tự nhiên cũng không đi hỏi thăm nàng này. Sau một lát, hô ngôn đạo nhân dừng pháp quyết lại, sau đó chỉ nghe tay áo phần phật một tiếng, cả tòa hư ảnh pháp trận màu lam lập tức tán loạn ra, hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam theo gió tiêu tán. Theo đó Minh Hàn Sơn Hà đồ tản ra hào quang cũng ảm đạm xuống, rơi xuống tay của lão. Hầu như cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập khí tức cực hàn cũng tiêu tán không còn, chỉ có mặt biển đóng băng vẫn bảo trì nguyên trạng. "Như thế nào?" Vân Nghê mở miệng hỏi, từ dấu hiệu trước mắt cho thấy, thời gian xuất thế đại khái còn khoảng 3-4 năm nữa. Hồ ngôn đạo nhân suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Hàn lập nghe vậy, ánh mắt nhìn về hỏa quyển màu lam trong tay lão, thoạt nhìn bức họa này không đơn giản chỉ là chìa khóa cửa vào như vậy. Vị trí cụ thể ở đâu, có dò xét được hay không? Vân nghe lại hỏi, nơi đây không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể, có lẽ do khoảng cách quá xa, may mà còn có thời gian. Căn cứ bức tranh, chúng ta có thể xác định được mấy địa điểm, lại đi thử một chút ra. Hồ ngôn đạo nhân lắc đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vân Nghi gật đầu, lệ đạo hiếu, hôm nay còn có một chút thời gian, không biết người có tính toán gì không? Đi theo chúng ta hay là tự chuẩn bị? Hồ môn đạo nhân nhìn qua Hàn Lập hỏi, tu vi tại hạ không theo kịp hai vị tiền bối, hôm nay còn phải tiến vào tiên phủ, vẫn là nên trở về chuẩn bị một chút cho thỏa đáng, sẽ không đi theo tìm vị trí với nhị vị A. Hàn Lập suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, bên trong tiên phủ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tu vi ngươi hơi yếu một chút, xác thực nên chuẩn bị nhiều hơn. Hồ ngôn đạo nhân gật đầu nói, lão lật tay lấy ra một khối trận bàn màu đỏ sầm lớn cỡ lòng bàn tay, giao cho Hàn Lập, còn nói thêm, trước mắt người kiếm một chỗ an toàn, nếu có chuyện gì hãy dùng khối phong hỏa bàn này liên hệ ta. Hàn Lập tiếp nhận trận bàn, thấy bên trên khắc một đồ án hỏa diễm, gật đầu nhẹ, sau đó thu vào. Tiếp theo hồ ngôn đạo nhân nhắc nhở Hàn Lập cần phải cẩn thận, chớ để người tiên cung phát hiện, sau đó cùng vân nghe rời đi. Hàn Lập đứng yên trên mặt biển một lát, tiếp theo ánh sáng màu xanh trên người lóe lên, quay người bắn nhanh về một hướng khác. Nửa tháng sau, hư không gần Ô Mông đảo lóe lên ánh sáng màu xanh, một bóng người hiện ra, đúng là Hàn Lập. Hắn nhìn thoáng qua Ô Mông đảo, ở trên đảo linh quang cấm chế vẫn bao trùm, đảo vẫn đang bị phong bế. Hàn Lập gật đầu nhẹ, thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động bay về hướng xa. Trên mặt biển cách Ô Mông đảo không xa, một vòng xoáy khổng lồ đang chuyển động ù ù, phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, hơi nước trong phạm vi mấy vạn dặm trên biển hội tụ lại cuồn cuộn đều bị vòng xoáy hấp thu vào. Hàn lập thấy vậy, thân hình nhoáng một cái trực tiếp bay vào trong biển, rất nhanh đi tới đáy biển. Bên trong cấm chế màu lam, địa trích hóa thân đang khoanh chân nhắm mắt, trên đỉnh đầu có một cây tinh ti màu lam đang chuyển động chậm rãi theo hướng vòng xoáy. Nước biển chung quanh cuồn cuộn kịch liệt, không ngừng hội tụ lại, đều bị địa trích hóa thân dùng công pháp thúc dục nhanh chóng chuyển hóa thành từng giọt trọng thủy. Lúc này, giữa hai tay hóa thân có một viên trọng thủy màu đen to cỡ đầu người đang chuyển động quay tròn, Mới nhìn đoàn trọng thủy màu đen này không có có chỗ nào đặc biệt, nhưng Hàn Lập có thể cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Trình độ cô động trọng thủy này đã đạt đến tầng 2, vượt xa trọng thủy tầng 1. Trên thân Hàn Lập lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vào trong cấm chế màu lam, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ còn thời gian 3-4 năm, hắn cũng lười tìm một địa phương khác bế quan, dứt khoát về lại ô mông đảo này. Hắn khẽ vẫy tay, đoàn trọng thủy tầng 2 trong tay hóa thân bay ra rơi vào trước người hắn sức nặng đoàn trọng thủy tầng 2 này tăng cao một lần nữa, một ít đoàn này hầu như nặng tương đương với một ngọn núi mấy trăm trượng. Hàn Lập nhắm hai mắt, phóng xuất thần thức vào trong, cảm thấy từng trận thủy linh lực nồng đậm từ bên trong trọng thủy tầng 2 tán phát ra trùng trùng điệp điệp, làm cho hắn không khỏi có một loại ảo giác dường như đang đứng trước một hồ nước. Hắn mở to mắt, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, quả nhiên trọng thủy tầng 2 huyền diệu vô cùng. Hàn Lập hơi hít mắt lại, trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ cô động tất cả trọng thủy tầng một thành trọng thủy tầng 2 bất quá hắn liền lắc đầu hôm nay thời gian không còn nhiều có thể cô động bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu a à, đợi sự tình tiên phủ lần nãy chấm dứt rồi hắn tính hàn lập phung tay lên trả trọng thủy trong tay lại cho địa trích hóa thân không để ý tới tình huống bên kia nữa trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm hôm nay cách ngày tiên phủ mở ra chỉ còn khoảng 3 năm tu luyện bất luận công pháp nào đều không đủ thời gian muốn tăng cao thực lực để tự bảo vệ mình chỉ có thể dùng trên linh bảo tiên khí mà thôi Thất diệu tinh hoàn là kiện tiên khí hắn cướp đoạt được, cũng không phải do hắn luyện chế, muốn luyện hóa lần nữa cũng không dễ dàng. Trừ nó ra, tựa hồ chỉ có thanh trúc phong vân kiếm và trọng thủy chân luân. Hàn lập nghĩ đến đây, một tay nhấc lên, từng đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bay ra. Ánh sáng màu xanh chấp động biến thành 72 chuôi tiểu kiếm màu xanh, trên thân kiếm lượn lờ từng đạo kim sắc hồ quang điện cực nhỏ. Tất cả phi kiếm bay múa xung quanh thân thể hắn, đúng là thanh trúc phong vân kiếm. Từng cỗ khí thức khổng lồ lợi hại từ trên 72 thanh phi kiếm tán phát ra, nước biển bên cạnh cũng chấn động rung rung theo. Bộ phi kiếm này chiến đấu với đầu quái vật âm mị chịu một ít tổn thương, may mà kiếm này trải qua thiên phong kiếm trận của Hùng Sơn nên cắn nuốt được mấy trăm kiếm nguyên, sớm đã xưa đâu bằng nay, trải qua mấy ngày được ân cần săn sóc trong cơ thể hắn nên cơ bản đã hồi phục. Tay hắn khẽ động, một viên luân màu đen từ trên người bay ra, nhoáng một cái lơ lửng bên cạnh hắn. Từng vòng thủy quang màu đen trói mắt từ trên tán phát ra, đúng là trọng thủy chân luân. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua lại hai kiện bảo vật, sau một lát dừng lại trên trọng thủy chân luân, vất tay thu thanh trúc phong vân kiếm vào. Mặc dù thanh trúc phong vân kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn, nhưng hôm nay muốn để thăng uy lực cũng không phải là chuyện dễ, mù quáng làm chỉ sợ được không bù mất. Về phần trọng thủy chân luân thì bất đồng, vật này vốn là mình thông qua công pháp cô động một kiện ngủy tiên khí, không gian tăng lên còn rất lớn, mặc dù thất bại, tổn thất mình cũng có thể thừa nhận được. Trong nội tâm Hàn Lập đã xác định, hắn hít sâu một hơi, tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào nó. Phần phật một tiếng, trọng thủy chân luân quay tròn, thủy chi đạo văn phía trên tỏa sáng hào quang, tản mát ra từng vòng gợn sóng màu lam. Ánh mắt Hàn Lập lập lè, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Những năm này theo tu vi tăng lên, trong quá trình chiến đấu vận dụng trọng thủy chân luân cũng có thêm nhiều nhận thức, muốn tăng lên uy năng của nó cũng không phải quá khó khăn, thậm chí hắn suy nghĩ mấy lần, muốn tế luyện lại một lần nữa, hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản trong ngọc giản đúng là thuật pháp luyện chế ngụy chân luân hắn dán ngọc giản lên trán nhắm mắt yên tĩnh ngồi xuống trọn vẹn qua ngày thứ ba hắn mở to mắt đứng dậy lấy ra một ít tài liệu khắc họa lên mặt đất một ngày một đêm sau một trận pháp phức tạp vô cùng xuất hiện trên mặt đất